hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 301, Kiều Quả. Kiều Tiểu Kiều ngồi gõ bàn phím 2 giờ cuối cùng cũng dừng lại, nàng khẽ ướn người tựa lưng lên ghế, sau đó nhắm mắt mà chậm rãi xoa hai huyệt thái dương, đầu nàng có hơi đau. Thiên tài thường sử dụng đầu óc quá độ, Kiều Tiểu Kiều là như vậy, tuy nàng không làm công việc nặng nhọc nhưng đầu óc rất mệt mỏi. Đột nhiên một mùi hương thơm ngát quen thuộc truyền vào mũi, Kiều Tiểu Kiều không tự chủ được phải hít hít phải hơi, sau đó nàng mở to mắt, xoay đầu, gương mặt xinh đẹp trở nên vui sướng. Chồng, anh về khi nào? Còn nữa, anh lấy đâu ra kiều quả vậy? Mua trên đường. Hạ Thiên nhanh chóng đưa giỏ trái cây màu đỏ cho kiều tiểu kiều. Anh mua xong thì dùng tốc độ nhanh nhất về cho em ăn. Kiều tiểu kiều cầm lấy một quả nhét vào miệng, nàng khẽ nhai nuốt, một mùi hương chua ngọt chảy xuống cuống họng, thấm đẫm ruột gan. Lúc này đầu óc đau nhức cũng giống như biến mất sạch, khi hưởng thụ cảm giác quen thuộc thì Kiều Tiểu Kiều cũng nghĩ đến tình cảnh 3 năm trước, khi đó nàng mắc bệnh nguy kịch, nàng đến một ngọn núi cao rất thần bí. Sau đó nàng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến mức làm cho chính mình cảm thấy tự ti và một thiếu niên cùng tuổi. Thiếu niên kia nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều thì rất vui sướng, vì hắn đã ở trên núi từ rất lâu, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một người cùng tuổi. Nhưng lúc đó bệnh tình của nàng quá nguy kịch và rất tuyệt vọng, tâm tình không thể nào tốt đẹp thiếu niên kia luôn tìm cách trêu chọc nàng, hái cho nàng hoa tuyết liên, nói là tuyết liên ngàn năm. Khi nàng nói muốn ăn gì đó thì thiếu niên kia hái cho một loại trái rừng, quả dại này không có tên, nhưng sau này nàng dùng tên của mình đặt cho loại quả dại kia, vì thế nó có tên là kiều quả. Sau khi kiều tiểu kiều ăn một quả kiều quả thì cực kỳ yêu thích, sau đó hầu như lúc nào nàng cũng muốn ăn, mà thiếu niên kia cũng đi hái cho nàng. Dù là ban ngày hay đêm tối, dù là trời mưa gió sấm sét, chỉ cần nàng mở miệng là hắn sẽ đi hái về. Có một ngày Kiều Tiểu Kiều muốn đi hái cùng với tên thiếu niên, khi nàng cùng hắn đi đến một vị trí dưới vách đá và ngẩng đầu lên, nàng phát hiện thân cây sinh trưởng trên vách đá. Lúc đó nàng mới biết, mỗi lần hắn hái quả cho nàng cũng không dễ dàng gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy sau này tên thiếu niên nói cho Kiều Tiểu Kiều biết, vách đá kia chẳng là gì với hắn, hắn lên hái rất đơn giản đồng thời cũng cho nàng tận mắt nhìn thấy quá trình. Nhưng lúc đó trong lòng nàng chợt sinh ra một cảm giác xúc động. Cũng không biết bây giờ vườn cây kia thế nào rồi. Kiều Tiểu Kiều lẩm bẩm nói, khi anh xuống núi thì trái cây vẫn còn chưa chín. Hạ Thiên nói, nhưng hôm nay anh may mắn mua được rất nhiều, dù là vườn cây của chúng ta ở trên núi kết quả cũng không có được nhiều thế này. Đúng vậy, chồng, sao anh lại mua được? Sau khi em xuống núi cũng tìm mua nhưng không ai bán kiều tiểu kiều phục hồi tinh thần lại nàng dùng giọng kỳ quái hỏi có một cô gái bán ven đường vì vậy anh đến mua hạ thiên gãi đầu nhưng anh vội vàng đưa về cho em ăn cũng quên hỏi cô ấy xem hái ở đâu kiều tiểu kiều cầm một quả bỏ vào miệng nàng không nói gì thêm ba năm không được ăn bây giờ được hưởng thụ mùi vị quen thuộc làm nàng rất hoài niệm chồng anh đưa một ít đi đến cho mọi người cùng ăn kiều tiểu kiều nói Loại trái cây này rất hiếm có, nên đưa đến cho mọi người dùng thử. Vậy thì được. Trước tiên anh đưa đến một ít cho cảnh sát tỷ tỷ, chị ấy mất ngủ ăn quả này thì tốt hơn. Hạ Thiên xuống lầu tìm một mâm đựng trái cây, sau đó hắn san vào đó một ít rồi nhanh chóng rời khỏi cửa. Hạ Thiên trước đó đã từng đến phân cục quận đông, vì vậy cũng coi như khá quen thuộc. Hơn nữa có nhiều người trong phân cục cũng biết mặt hắn, vì thế hắn đi vào rất thông suốt. Chỉ một lát sau đã đến tầng lầu có phòng làm việc của Lãnh Băng Băng. "Đồng ca, các anh nhất định phải giúp tôi tìm được tên cuồng vọng kia." Trước cổng của đội cảnh sát hình sự có hai người đang nói chuyện với Đồng Giang, cũng chính là hai tên quản lý đô thị vừa bị Hạ Thiên đánh cho một trận. "Đồng ca, chính là hắn." Người kia còn chưa nói xong thì người còn lại nhìn thấy Hạ Thiên đi đến, vì vậy hắn mừng rỡ tiến lên. Tên quản lý đô thị còn lại cũng lập tức phát hiện Hạ Thiên, hắn cũng lao đến tốt, bây giờ tự mình chui đầu vào lưới, đồng ca, bắt người này lại nhanh. Sao lại là hai người ngu ngốc này? Hạ Thiên vốn rất vui vẻ đến tìm cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ gặp mặt hai tên quản lý đô thị trước đó, vì vậy lập tức mất hứng. Mày nói gì, bây giờ mà vẫn còn dám mắng người sao? Một tên quản lý đô thị cực kỳ tức giận. Đúng là quân khốn kiếp, đồng ca. Tên quản lý đô thị còn lại cũng mở miệng quát tháo. Hạ Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn nhấc chân đá đối phương ngã sắp xuống, sau đó vung tay chụp lấy một tên khác ném ra ngoài. Dừng cản đường tôi, tên quản lý đô thị đáng thương bị ném đi cảm thấy đầu óc choáng váng, khoảnh khắc này hắn không thể hiểu nổi, vì sao tên này dám đánh người trước mặt cảnh sát. Tên quản lý đô thị này nhanh chóng bỏ lên, sau đó hắn tố cáo với Đồng Giang. Đồng ca, anh thấy chưa? Người này hoàn toàn không xem những người chấp pháp như chúng ta ra gì, ư. Ừ người này còn chưa nói xong thì đã bị đồng giang bịt kín miệng đừng nói nữa tên quản lý đô thị còn lại cũng muốn mở miệng nhưng đã bị đồng giang chừng mắt quát lớn dù muốn nói gì cũng im mồm cho tôi hai tên quản lý đô thị chợt choáng váng có chuyện gì xảy ra Ôn ào gì vậy có chuyện gì xảy ra một giọng nói bất mãn truyền đến một nữ cảnh sát chân dài xinh đẹp gợi cảm xuất hiện trước mặt mọi người là lãnh băng băng không có gì không có gì, cục trưởng lãnh, chị cứ làm việc. Đồng Giang vội vàng cười nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi đến tìm chị. Hạ Thiên lóe lên đi đến trước mặt lãnh băng băng, sau đó hắn đưa mâm kiều ra cho nàng. Tặng cho chị ăn. Đây là cái gì? Lãnh băng băng có chút buồn bực, nàng cau mày nói. Không phải tôi nói cậu ở nhà đưa Hồng Bác đi chơi sao? Sao bây giờ lại chạy đến đây? Bọn họ đi chơi rồi, chị yên tâm, tôi đã cho tên mập đưa bọn họ đi ngắm cảnh. Hạ thiên vội vàng nói. Tên mập sao? Lãnh băng băng nhíu mày. Là tiểu đệ vương kiệt của cậu sao? Đúng vậy, em họ của chị muốn đến Đại học Giang Hải, tôi không quá quen, vì vậy cho tên mập đưa đi, dù sao vương kiệt cũng là sinh viên Đại học Giang Hải. Hạ thiên gật gật đầu, sau đó hắn cầm một kiều quả nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đừng quản bọn họ làm gì, ăn một trái đi, rất ngon. Hạ Thiên vừa nói vừa đưa một quả đến miệng Lãnh Băng Băng. Lúc này Lãnh Băng Băng nhìn thấy một quả màu đỏ đến trước miệng, dù nàng không thích ứng nhưng vẫn mở cặp môi anh đào gợi cảm để Hạ Thiên đưa trái cây vào miệng. Nhưng tình cảnh này lại làm cho hai tên quản lý đô thị ngây người, bọn họ cũng nghe được thanh danh của người đẹp băng giá, cũng biết nàng bây giờ là phó cục trưởng phân cục quận Đông. Tiểu tử vừa rồi đánh hai người bọn họ lại dám mớm cho Lãnh Băng Băng trước mặt mọi người dù bọn họ là kẻ ngu cũng biết tên khốn kia là đàn ông của lãnh băng băng lần này bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao tên khốn kia dám đánh người ở cục cảnh sát càng biết rõ vì sao đồng giang không cho bọn họ lên tiếng thì ra đây là người không thể chọc vào những năm qua quản lý đô thị thường xuyên ức hiếp người thường nhưng đây căn bản chỉ là dân chúng nào dám động vào người có hậu trường hai anh coi như xui xẻo mau về đi đồng giang lúc này khẽ nói với hai người thấy các anh gọi tôi là đồng ca, tôi cũng khuyên hai anh một câu, sau này đừng chọc vào cậu ta, đừng nên trêu vào. Cảm ơn đồng ca, cảm ơn đồng ca. Hai người liên tục nói, sau đó nhìn Hạ Thiên rồi xoay người bỏ đi. Trước kia bọn họ đều ức hiếp người nhưng hôm nay cứ coi như bị người ức hiếp. Đồng Giang nhìn bóng lưng hai người kia mà không khỏi nhớ đến một câu, ác nhân phải gặp ác ma. Đồng Giang lắc đầu, hắn thầm thở dài một hơi rồi xoay người đi vào phòng của mình, cũng không muốn làm bóng đèn của hạ thiên và lãnh băng băng lãnh băng băng vừa ăn xong kiều ra thì chủ động dùng tay bỏ trái cây vào miệng lúc này nàng đã biết loại quả này ăn rất ngon đây rốt cuộc là quả gì sau khi ăn vài trái thì lãnh băng băng không khỏi mở miệng hỏi lúc đầu không có tên sau đó tôi dùng tên của tiểu kiều để đặt cho nó là kiều quả hạ thiên cũng không nói dối tiểu kiều rất thích ăn loại quả này lãnh băng băng có chút bất mãn nào có cái tên cổ quái như vậy. Rõ ràng người này vì nịnh nọt tiểu kiều mới cố ý nghĩ ra cái tên như thế. Trái này mua ở đâu? Lãnh Băng Băng vừa đi vào phòng làm việc vừa hỏi. Mua trên đường." Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn bổ sung thêm một câu. "Nhưng trên núi tôi ở cũng có, nếu vợ cảnh sát tỷ tỷ muốn ăn, sau này mỗi năm tôi sẽ đi hái." "Trên núi sao?" Lãnh Băng Băng định hỏi trên núi nào thì chuông điện thoại vang lên lãnh băng băng nhìn qua màn hình sau đó nhấn nút nghe chào anh cục trưởng hào người điện thoại đến chính là cục trưởng cục công an tỉnh bình hải là hào đồ tiểu lãnh có biết bạn trai của cô ở đâu không hào đồ nói giọng điệu có chút cổ quái bại trai sao lãnh băng băng không tự giác được phải nhìn hạ thiên ở bên cạnh cục trưởng hào anh nói hạ thiên sao đúng vậy tiểu lãnh cô biết hạ thiên ở đâu không Hào đồ tiếp tục hỏi. Lãnh băng băng định nói Hạ Thiên đang ở bên cạnh nhưng lại có chút trần trừ, nàng không nói ra mà hỏi ngược lại. Cục trưởng Hào, anh tìm cậu ấy có chuyện gì? Tiểu lãnh, tôi cũng không gạt cô, cậu ấy chọc phải phiền toái lớn, tôi muốn gặp cậu ấy để tìm hiểu tình huống cụ thể, hy vọng chỉ là hiểu lầm. Hào đồ thở dài trong điện thoại. chương 302, co giãn rất tốt. Cậu ấy đưa đến phiền phức gì? Lãnh băng băng vội vàng hỏi, tuy Hạ Thiên thường hay đưa đến phiền toái nhưng trực giác nói cho nàng biết sự việc lần này là không nhỏ, nếu không thì chẳng thể nào ép cục trưởng công an tỉnh phải tự mình ra tay. Hào Đồ trầm ngâm một chút rồi nói. Nửa giờ trước con trai của bí thư tỉnh ủy là Lâm Tử Hào được người nào đó đưa về nhà, hình như cậu ta bị kích thích rất mạnh, thần chí mơ hồ không thể thanh tỉnh. Nhưng dù người ta hỏi gì hay nói gì, từ đầu đến cuối hắn chỉ nói một câu. Hào Đồ nói đến đây thì ngừng lại một chút, lãnh băng băng lại truy vấn. Anh ta nói gì? Cậu ta chỉ nói, Hạ Thiên muốn giết tôi, Hạ Thiên muốn giết tôi. Giọng nói của Hào Đồ có chút trầm thấp. Bí thư lâm tự mình điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi điều tra rõ vụ này. Lãnh băng băng cảm thấy có chút không ổn, nàng vội hỏi. Cục trưởng Hào, anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên sao? Căn cứ vào điều tra sơ bộ thì Lâm Tử Hào và Diệp Mộng Vân đến tòa nhà Hải Giang, diệp mộng vân nói sau khi khi rời khỏi hải giang thì lâm tử hào muốn đi vệ sinh cuối cùng không thấy tăm hơi trước đó lâm tử hào lại có xung đột với hạ thiên trong phòng làm việc của diệp mộng oánh vì vậy hạ thiên có thể bị hiềm nghi hào đồ nói thẳng với lãnh băng băng lão không có ý đồ che giấu lãnh băng băng khẽ thở phào cục trưởng hào dựa theo những gì anh nói có phải bây giờ chưa có chứng cứ để chứng minh sự việc có liên quan đến hạ thiên ngoài lời nói của Lâm Tử Hào thì hình như không còn chứng cứ trực tiếp nào khác. Hào đồ trả lời, tiểu lãnh à, khi còn ở huyện Lâm Giang thì Hạ Thiên có ơn cứu mạng với chúng ta, vì vậy tôi cũng không hy vọng chuyện này có liên quan đến cậu ấy. Nhưng bí thư Lâm tự mình điện thoại ép tôi lập án và bắt người, tôi cũng gặp phải áp lực rất lớn. Bây giờ tôi còn chưa chính thức lập án, chỉ muốn biết tình huống cụ thể, để xem có tình tiết gì không, nếu không cần lập án thì quá tốt. Cục trưởng Hào, đầu óc của lâm tử hào có vấn đề lời của anh ta cũng không được xem là chứng cứ dù anh lập án chắc chắn cũng không tìm được gì lãnh băng băng suy nghĩ rồi nói hơn nữa anh vừa nói nửa giờ trước lâm tử hào được một người nào đó đưa về nhà tôi khẳng định đó không phải là hạ thiên vì khi đó cậu ấy đang ở nhà tôi có việc này sao hào đồ có chút kinh ngạc cục trưởng hào sao tôi phải lừa gạt anh tôi có một đứa em họ vừa đến giang hải lúc đó hạ thiên đang ở nhà tôi tiếp đón bọn họ có nhiều người làm chứng lãnh băng băng nói hào đồ ở bên kia trở nên trầm ngâm một lát sau lão mới nói tiểu lãnh cô đã nói vậy thì tôi sẽ không tìm hạ thiên tôi tin cô cũng tin cô nói đúng nếu việc này chỉ căn cứ vào lời nói của lâm tử hào thì khó thể xem là chứng cứ còn bí thư lâm tôi sẽ nghĩ biện pháp giải thích cảm ơn cục trưởng hào lãnh băng băng vội vàng nói cảm ơn cái gì, không có cô và Hạ Thiên thì lão già như tôi đã hóa thành cho ở Lâm Giang. Nếu chứng cứ nói rõ Hạ Thiên có tội thì tôi cũng chỉ biết chấp pháp công bằng, nhưng nếu không có chứng cứ thì tôi cũng không vụ oan người khác. Hào đồ cười ha hả. Được rồi, cứ như vậy, tôi còn phải gặp Bí Thư Lâm. Vâng, Cục trưởng Hào, tạm biệt. Lãnh băng băng rất hài lòng với kết quả này. Lãnh băng băng cúp điện thoại rồi dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên cậu làm gì với lâm tử hào không có gì hạ thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn lãnh băng băng tôi chỉ ném anh ta từ trên sân thượng tòa nhà hải giang xuống đất thôi cậu lãnh băng băng nhìn bộ dạng của hạ thiên nàng muốn đánh hắn một trận cái gì là ném người từ sân thượng tòa nhà hải giang xuống đất như vậy thì đối phương còn sống được sao lãnh băng băng nghĩ như vậy rồi cảm thấy không đúng sao lâm tử hào còn sống cậu ném lâm tử hào xuống thật sao Lãnh Băng Băng lại hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tên này dám gây khó dễ cho tôi, vì vậy tôi chuẩn bị ném hắn xuống. Vậy sao hắn còn sống? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ cũng hiểu tên ngu Lâm Tử Hào không nên cho còn sống sao? Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng khi ném xuống không biết có tên khốn nào cứu hắn. Tôi cũng không ngờ tên Lâm Tử Hào kia lại nhát gan như vậy, rõ ràng sợ đến mức choáng váng lãnh băng băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, choáng váng cái gì? Người bị ném xuống từ độ cao như vậy, sợ rằng không ai không choáng váng, thậm chí còn có người trực tiếp bị dọa chết. Lúc này lãnh băng băng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà Lâm Tử Hào bây giờ đã ngây ngốc, nếu Lâm Tử Hào không bị dọa ngây ngốc, Hạ Thiên sẽ càng phiền toái. Ý nghĩ này đột nhiên làm lãnh băng băng kinh hoàng, khi nào thì một người luôn ghét ác như cừu lại giải vây giúp tội phạm như vậy. Khi cục trưởng hào điện thoại cho lãnh băng băng, Nàng biết ngay chuyện này có hơn phân nửa liên quan trực tiếp đến Hạ Thiên, nhưng nàng cũng nghĩ biện pháp che giấu cho hắn. Bây giờ Hạ Thiên chính miệng thừa nhận đã ném Lâm Tử Hào ra khỏi tòa nhà Hải Giang, lãnh băng băng cũng không có ý nghĩ bắt hắn lại, vô tình trái tim chính nghĩa của nàng dần biến mất không thấy. Thì ra mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trong lòng lãnh băng băng bùng lên cảm giác nói không nên lời, cho tới nay nàng luôn tự cho rằng mình đối xử công bằng với tất cả phần tử tội pháp, nhưng bây giờ nàng mới hiểu ra khi có chuyên liên quan đến người đàn ông của mình nàng cũng giống như đa số những người phụ nữ khác cũng biết bao che có lẽ lúc này điều an ủi duy nhất cho lãnh băng băng chính là lâm tử hào không phải loại người tốt đẹp gì loại người này trở nên ngây ngốc cũng coi như là trừng phạt đúng tội vợ cảnh sát tỉ tỉ chị nghĩ gì thế khi thấy lãnh băng băng không nói gì hạ thiên nhịn không được phải hỏi lãnh băng băng tỉnh táo trở lại nàng liếc hạ thiên Dòng nói vô tình trở nên dịu dàng. Không có gì, tôi còn có việc trong cục, cậu về trước đi. Cảnh sát tỷ tỷ, gạt người không phải tốt, bây giờ rõ ràng chị không có việc gì. Hạ Thiên cũng không muốn đi, vì có cậu ở đây nên không cách nào làm việc được. Lãnh Băng Băng tức giận nói, nàng cảm thấy không nên dịu dàng với loại người này, vì nếu mình dịu giọng thì đối phương được một tấc sẽ tiến lên một thước. Như vậy à, vậy thì được, vợ cảnh sát tỷ tỷ chị hôn tôi một cái, tôi sẽ đi ngay. Hạ Thiên chỉ vào mặt mình. Lãnh băng băng có chút tức giận, bản tính của lưu manh này chưa chết sao. Mỗi ngày đều nghĩ đến vấn đề này sao. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng liều chết không bỏ qua của Hạ Thiên thì lãnh băng băng cũng biết, nếu nàng không hôn hắn, sợ rằng hắn sẽ tiếp tục quấn lấy mình. Hôn thì hôn, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Lãnh băng băng nghĩ như vậy, nàng đưa đôi môi anh đào khiêu gợi về phía gò má Hạ Thiên nhưng lãnh băng băng cũng lập tức phát hiện hạ thiên dở chiêu cũ nàng hôn đến không phải là gò má là đôi môi của hắn hạ thiên tham lam mút mở bôi của lãnh băng băng môi của nàng không giống như tên tuyệt đối không lạnh lại rất ấm áp hắn càng cảm thấy hưng phấn vì bây giờ lãnh băng băng rất biết cách phối hợp ngay sau đó hắn đã đột phá qua hàm răng của nàng đã bắt đến đầu lưỡi thơm tho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau lãnh băng băng đã có kinh nghiệm hôn môi nàng cũng bắt đầu đáp trả Hạ Thiên thì nhanh chóng phát huy tác phong được một tấc lấn một thước của mình, hắn dùng một tay ôm vòng eo của Lãnh Băng Băng, một tay kia đưa lên cặp mông khủng bố của nàng. Ư. Ừ. Khi cặp mông lần đầu tiên bị người ta tập kích, Lãnh Băng Băng vô thức rên rỉ, sau đó nàng dùng một tay đẩy Hạ Thiên ra, gương mặt đỏ bừng bừng, nàng trợn mắt nhìn hắn. Bây giờ đi được chưa? Hạ Thiên dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn cặp mông của Lãnh Băng Băng mông của cảnh sát tỷ tỷ co giãn quá tốt nhưng mới cảm thụ được trong khoảnh khắc, vừa mới sờ vào đã bị đẩy ra. Nhưng chuyện này cũng không có vấn đề, sau này còn nhiều cơ hội sờ mó, ngày nào đó hắn sẽ được sờ bóp đầy đủ tất cả bộ vị trên cơ thể cảnh sát tỷ tỷ. Bây giờ cảnh sát tỷ tỷ đã cho hắn hôn và bóp mông, nếu tiến thêm bước nữa thì thơm, rồi. Hạ thiên nghĩ vậy mà cảm thấy rất vui sướng, hắn nở nụ cười sáng lạn với lãnh băng băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, lần sau tôi sẽ đến tìm chị. Lúc rời đi Hạ Thiên còn có thêm một ý nghĩ, lần sau phải sờ bóp lâu thêm một chút. Khi thấy Hạ Thiên ra ngoài thì lãnh băng băng đóng ngay cửa phòng lại, sau đó nàng thở phào một hơi. Nếu cứ tiếp tục để hắn ở lại thì sợ rằng nàng sẽ không biết còn đồng ý yêu cầu quá phận gì của đối phương. Hạ Thiên vừa thành công chiếm lĩnh, cứ điểm, quan trọng của cảnh sát tỷ tỷ, tất nhiên tâm tình của hắn tương đối tốt. Lúc này hắn sung sướng quay về biệt thự Kiều Tiểu Kiều, ngay sau đó lại buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện trong phòng có một đống người đẹp đang ăn kiều quả. Rõ ràng đây là tiểu kiều tự mình chia sẻ, Liễu Mộng ăn rất vui vẻ, Mộc Hàm cũng ăn say sưa, Liễu Vân Mạn cũng không biết xuất hiện ở đây từ khi nào. "Tiểu Mạn, cháu thấy cô cô tốt không? Có món ăn ngon thì gọi cháu tới, sau này nếu cháu có chuyện gì hay thì phải gọi cô cô nhé." Liễu Mộng vừa ăn vừa nói với Liễu Vân Mạn, thì ra nàng là người gọi Liễu Vân Mạn đến đây tất nhiên Hạ Thiên khó hiểu không phải vì các nàng ăn trái câu, đây là vợ hắn, đồ đạc của hắn chính là mua cho các bà vợ ăn. Vấn đề là ngoài KCB bà vợ thì còn có Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi và Triệu Thanh Thanh, các nàng không phải vợ hắn, dựa vào tư cách gì ăn sạch trái cây hắn mua. Hạ Thiên đang muốn nói gì đó thì Triệu Thanh Thanh đã thấy hắn, nàng nói. Này, sư phụ, anh về rồi sao? Mau đến ăn đi, đồ tốt đấy, rất ngon, tôi ăn mười mấy quả rồi. Này, đây là anh mua cho vợ ăn, em không được ăn." Hạ Thiên tức giận nói, nhà đầu này ăn mười mấy trái, sao không no chết. Triệu Thanh Thanh cười hì hì với Hạ Thiên. "Sư phụ, tôi không ngại làm vợ bé của anh." Chương 303, đập nát xe. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Triệu Thanh Thanh. "Em không đủ xinh đẹp, anh không cần." "Sư phụ, anh kiên nhẫn chờ thêm chút thời gian, em sẽ càng thêm xinh đẹp." Triệu Thanh Thanh cũng rất khó hiểu. Ánh mắt sư phụ sao lại cao như vậy? Không hạ thấp quan điểm xuống được sao? Chỉ cần hạ xuống một chút thì mình phù hợp rồi. Đợi em đẹp lên rồi nói sau. Hạ Thiên không cho là đúng, hắn không tin Triệu Thanh Thanh có thể đẹp hẳn lên. Hừ, sư phụ, đợi em biến thành siêu cấp đại mỹ nữ, anh sẽ phải cầu xin em làm vợ anh. Triệu Thanh Thanh không phục. Thanh Thanh, mỗi ngày cùng chị luyện công thì em sẽ trở thành siêu cấp đại mỹ nữ. Liễu Mộng Sen vào một câu sau đó nàng vuốt bụng này hình như no rồi chúng ta đi luyện công liễu mộng một tay kéo thanh thanh tay kia kéo mộc hàm cũng không quan tâm hai người có tình nguyện hay không mà chạy thẳng lên lầu á em còn chưa ăn đủ triệu thanh thanh kháng nghị nàng cũng tranh thủ cho một quả vào miệng phượng nhi hoàng nhi các em cũng lên đây liễu mộng hét lên kiều phượng nhi và kiều hoàng nhi tuy rất không tình nguyện nhưng cũng phải ngoan ngoãn lên lầu trong lòng thầm cầu nguyện hy vọng lần này bốn người liên thủ có thể đánh bại Liễu Mộng. Hạ Thiên lập tức vui sướng, chị Mộng quả nhiên lợi hại, thoáng cái đã kéo ba quỷ sứ chuyên ăn sạch kiều quả của hắn lên lầu. Liễu Mộng kéo đi bốn người, trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chị cứ tiếp tục ăn, tôi sẽ đưa một ít đến cho chị Hinh. Hạ Thiên cầm lấy mâm đựng trái cây, hắn bỏ kiều quả vào, sau đó chuẩn bị rời khỏi cửa. Hạ Thiên, tôi đưa cậu đi. Liễu Vân Mạn đứng dậy chạy theo. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến với yêu cầu này. Đi ra khỏi cửa, Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn leo lên chiếc xe ai lăng, hai người nhanh chóng rời khỏi kiều ra chạy về phía Đại học Giang Hải. Hạ Thiên, tôi có vài vấn đề cần hỏi cậu. Liễu Vân Mạn vừa lái xe vừa nói. Chị Vân Mạn, chị cứ hỏi, chị là vợ tôi, muốn hỏi gì cũng được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Gương mặt Liễu Vân Mạn không khỏi xuất hiện vài áng mây hồng, Nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh hôm đó Hạ Thiên đẩy cô cô xinh đẹp của mình lên giường. Tình cảnh đó cũng thường xuất hiện trong đầu nàng, thậm chí sau này nàng còn hay mơ đến nó, nhưng trong giấc mơ là nàng thay thế cho cô cô, nàng quấn lấy Hạ Thiên như sam, điều đó làm trong lòng nàng sinh ra cảm giác cấm kỵ. Liễu Vân mạn nghĩ đến tình cảnh tương lai mình và cô cô cùng nằm một giường, bị người đàn ông này cởi sạch không còn mảnh vải trên người, sau đó cứ thay phiên để hắn trèo lên, vì vậy mà gương mặt càng đỏ rừng rực mỗi khi nàng nghĩ đến tình cảnh đó thì luôn sinh ra cảm giác tội lỗi không được nhớ lại hình ảnh kia liễu vân mạn cố hít vào một hơi thật sâu cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khô nóng sau khi thân thể phục hồi thì tâm tình của nàng cũng tốt hẳn lên tất cả sinh lý của độ tuổi giống như hừng hực xuất hiện chị vân mạn tim chị đập rất nhanh hạ thiên quay đầu nhìn liễu vân mạn hắn có chút buồn bực chị sinh bệnh sao để tôi xem thế nào. Hạ Thiên vừa nói vừa cầm tay Liễu Vân Mạn, điều này càng làm cho trái tim Liễu Vân Mạn đáng thương đập lên loạn xạ. Hạ Thiên đụng vào một tay làm nàng rối loạn, vì vậy mà tay bên kia đã có chút khó khống chế vô lăng, chiếc ai lăng đang chạy trên đúng làn đường lại vô tình dịch chuyển, chiếc xe lấn sang một tuyến đường khác. Á à. Liễu Vân Mạn kêu lên sợ hãi, vì nàng từ kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc BMW đang dùng tốc độ cực nhanh phóng lên. Một đôi tay có lực đã bế Liễu Vân mạn lên, ngay sau đó nàng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Một giây sau nàng phát hiện mình đã đứng ven đường, đúng lúc này nàng nghe thấy một tiếng nổ lớn, nàng quay đầu lại nhìn, chiếc BMW đã tông vào chiếc Ai Lăng. Chiếc Ai Lăng bị đánh văng ra hàng lang bên rìa đường, chiếc BMW thì tiếp tục phóng lên hơn 10 thước mới dừng lại. Nếu xem xét từ vẻ bề ngoài thì chiếc BMW không tổn thất gì nhưng chiếc Ai Lăng thì hoàn toàn hư hỏng cửa xe bmw mở ra một người đàn ông bước xuống người này mặc một thân hàng hiệu vẻ mặt rất tức giận hắn hùng hổ chạy đến chiếc xe ai lăng đá một cước lên đống sắt vụn rồi lớn tiếng mắng con bà nó đứa nào chạy chiếc xe vứt đi này anh anh không nói chuyện khách khí một chút sao liễu vân mạn có chút không vui nàng rời khỏi lồng ngực hạ thiên rồi dùng ánh mắt đau lòng nhìn chiếc xe của mình chiếc ai lăng đã không thể nào tu sửa được nữa xem ra sau này nàng phải đổi xe tên đàn ông chạy chiếc bmw nhìn thấy liễu vân mạn thì trong mắt lóe lên cái nhìn dâm dục hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn gương mặt việt mỹ và dáng người mê hoặc của nàng sau đó hắn lớn tiếng nói em lái xe thế nào vậy sao tự nhiên lại chuyển làn đường bây giờ xe anh bị tông hỏng em nói xem phải làm sao đây xe tôi không phải hư hỏng nặng rồi sao liễu vân mạn không nhịn được phải phản bác nhưng nàng tức giận cũng là thừa dù sao vì nàng lái xe miên man suy nghĩ và không tập trung mới dẫn đến tai nạn. Xe của em hư hỏng rồi sao? Chiếc xe này đáng giá mấy đồng tiền? Đây là loại ai lăng, dù mua mới cũng chưa đến 100 ngàn, em chạy xe này sao? Tên BMW ra vẻ hùng hổ. Em biết anh chạy xe gì không? Anh nói cho em biết là BMW X6, em biết giá bao nhiêu không? Anh nói cho em biết là 1 triệu 80 ngàn. Xe anh có sao đâu? Liễu Vân Mạn không khỏi nói, xe đối phương thoạt nhìn rất tốt. Em nói không sao thì không sao à. Tên đàn ông chạy BMW vẫn rất hung hăng. Anh nói cho em biết, Lô Tử Minh Anh cũng không thích chạy xe cũ, bây giờ nước sơn chiếc BMW đã bị chảy, anh cũng không muốn đi nữa. Thế này đi, xe của em giá 80 ngàn, anh trả lại em 80 ngàn, nhưng em phải trả anh một triệu 80 ngàn, vì vậy em thiếu anh 1 triệu. Có người như anh sao? chẳng phải xước chút sơn sao, nhiều lắm bỏ ra vài ngàn sơn lại là được. Này, chạy BMW thì ngon sao? Tôi thấy người này rõ ràng là ỷ thế hiếp người, chắc chắn là loại cậu ấm có hậu trường. Xảy ra tai nạn, tất nhiên sẽ không thiếu người đến xem, lúc này bọn họ nghe thấy tên đàn ông chạy chiếc BMW nói cầm bồi thường một triệu thì biết ngay đang há miệng sư tử, vì vậy mà nhịn không được phải nghị luận. Liễu Vân Mạn tức giận nói, anh rõ ràng là xảo trá, anh xảo trá sao, anh đáng giá xảo trá em sao, em đưa anh một triệu, xe của anh sẽ là của em, nếu em thấy xe anh không xấu, vậy thì lấy mà chạy. Tên đàn ông chạy BMW hừ một tiếng, em phải trả tiền bồi thường, hoặc mua cho anh xe mới, nếu em không tiền, cũng không xe, vậy thì xin lỗi, em lấy thân mình báo đáp đi. Này, thằng ngu, muốn ăn đòn sao? Giọng nói bất mãn của Hạ Thiên vang lên. Anh đụng phải xe vợ tôi, bây giờ phải bồi thường cho tôi, sau đó cút đi, nếu không tôi đánh cho một trận bây giờ. Sao, lô tử minh tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai uy hiếp, cậu dám uy hiếp tôi sao? Tên đàn ông tự xưng là lô tử minh nói bằng vẻ mặt khinh thường. Còn phụ nữ này là đàn bà của mày sao? Vậy thì được, hoặc mày đưa tao một triệu, hoặc đưa vợ lên giường với tao, á. À, thằng ngu, muốn chết hả? Dám có ý với vợ tao, đúng là không muốn sống. Hạ Thiên đá văng Lô Tử Minh, sau đó hắn liên tục ra chân, Lô Tử Minh quay cuồng trên mặt đất, liên tục kêu lên thảm thiết. Đánh chết mẹ nó đi. Cố gắng lên, đập chết bà mấy thằng con nhà giàu đi. Bên cạnh vang lên tiếng hô ủng hộ, Liễu Vân Mạn lại có chút lo lắng, nếu Hạ Thiên cứ tiếp tục sẽ có tai nạn chết người. Hạ Thiên, thôi bỏ đi, nếu không có án mạng bây giờ. Liễu Vân Mạn tiến lên giữ chặt Hạ Thiên, nàng khẽ khuyên nhủ thằng ngu này còn chưa bồi thường. Hạ Thiên không chịu ngừng chân, vợ hắn sao có thể bị hại cho được. Thôi bỏ, dù sao cũng là tôi lái xe không cẩn thận. Liễu Vân Mạn nói, mày, con bà mày dám đánh tao. Lô Tử Minh vẫn không biết sống chết mà uy hiếp Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đá lên người Lô Tử Minh, tên này hét lên thảm thiết rất biết cách phối hợp. Cha tao là Lô Tắc Lâm, cha tao sẽ không bỏ qua cho mày. Á, à, Lô Tử Minh còn tiếp tục uy hiếp, lần này tiếng kêu thảm thiết của hắn xem như chấm dứt. Thôi bỏ đi, đây có quá nhiều người, nếu đánh chết người thì phiền toái lớn. Liễu Vân mạn lại tiếp tục khuyên Hạ Thiên, vì nàng cảm thấy bộ dạng hắn như muốn đánh chết người. Được rồi, cho tên này biến thành thái giám là được. Hạ Thiên đá lên lưng Lô Tử Minh, lúc này Lô Tử Minh không còn cảm giác đau đớn, hắn chỉ dùng mình một cái và khôi phục lại như bình thường khi Hạ Thiên đánh tên đàn ông chạy chiếc BMW thì trên tay vẫn cầm lấy mân đựng trái cây, kiều quả trên mâm để dành cho Tôn Hinh Hinh không thiếu mất một quả. Lúc này hắn cuối cùng cũng đưa mâm cho Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, cầm giúp tôi. Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên, cậu muốn làm gì? Tên ngu ngốc này đụng hư xe chị, lại không bồi thường, tôi cũng đập nát xe hắn. Hạ Thiên nói xong thì đi đến trước mặt chiếc xe BMW, hắn cầm lấy cửa xe kéo chóc ra. Hạ Thiên giơ hai tay lên, hắn nện xuống rầm rầm, những tiếng nổ vang lên liên tục, hắn cầm lấy hai khung cửa đập xuống liên tục, chỉ một lát sau chiếc BMW chỉ còn là cục sắt vụn. Đám người bàng quan chợt trợ trợn mắt há mồm, vị huynh đệ kia quá mạnh, BMW trên một triệu cứ như vậy mà trở thành đống sắt vụn. Hạ Thiên đột nhiên hợp hai tay lại, cánh cửa xe trước đó bị giật văng cũng ép lại thành một khối sắt. Đám người bên ngoài thiếu chút nữa thì rất cằm xuống đất điều này phải có bao nhiêu sức lực mới làm được như vậy. Vừa rồi mọi người còn tường cửa xe vì tai nạn mà lỏng lẻo, bây giờ đã hoài nghi tên thanh niên kia trực tiếp giật phăng ra. Con bà mày, ông sẽ không để yên cho mày. Lô tử minh bò lên không biết sống chết, khi hắn thấy Hạ Thiên đánh chiếc xe yêu quý của mình thành sắt vụn thì gào lên tức giận. chương 304, loại đàn ông keo kiệt. Thằng ngu này thật đáng ghét. Hạ Thiên nói thầm một câu, sau đó hắn tiện tay ném cánh cửa đã là cục sắt ra ngoài, vừa vặn nện trúng đầu Lô Tử Minh. Lúc này Lô Tử Minh xem như hôn mê bất tỉnh, lỗ tai Hạ Thiên cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Liễu Vân Mạn lộ ra nụ cười khổ, Hạ Thiên vẫn đánh người ta ngất xỉu. "Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi." Hạ Thiên lại đi sang cầm mâm trái cây, hắn kéo Liễu Vân Mạn chuẩn bị bỏ đi. Cảnh sát giao thông còn chưa tới. Liễu Vân Mạn vội vàng nói: quả thật hôm nay cảnh sát giao thông đến quá chậm, đã vài phút trôi qua mà chưa thấy ai. Tôi đang rất bận, không có thời gian chờ đợi bọn họ. Hạ Thiên thấy Liễu Vân mạn vẫn còn do dự thì bế hẳn lên, sau đó hắn hóa thành một bóng người phóng về phía đại học Giang Hải. Lúc này cổng đại học Giang Hải đã ở vào tình cảnh kẻ đến người đi, bây giờ sắp khai giảng, những tân sinh viên phải đến sớm để làm quen khung cảnh. Cũng vì vấn đề này mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng hoa Hinh Hinh. Sau này Tôn Hinh Hinh phát hiện mình là kẻ gây hỏa thì cho Đinh Linh ra hộ vệ, nhưng Đinh Linh cũng quá xinh xắn, vẫn làm người ta chú ý. Khi không còn biện pháp thì nàng cho Phương Hiểu như ra đứng trước cửa, cuối cùng vấn đề được giải quyết hoàn toàn. Chị Hinh, đã mấy ngày rồi Hạ Thiên chưa đến tìm chị. Phương Hiểu như nhàm chán bắt đầu nói về Hạ Thiên. Em nói mà, đàn ông đều là như vậy, chơi chán rồi đi, chơi xong rong thôi. Này, nói xấu sau lưng sẽ bị đánh một giọng nói bất mãn vang bên tai Phương Hiểu như Phương Hiểu như cực kỳ hoảng sợ. Á, à, ai vậy? Tôn Hinh Hinh ở bên trong lại hô lên vui mừng. Hạ Thiên, cậu đến rồi. Phương Hiểu như nhìn vào bên trong, Hạ Thiên quả nhiên đang đứng bên trong, mà bên cạnh hắn là một người đẹp mặc váy trắng như tiên nữ, là người đẹp bác sĩ nổi tiếng bệnh viện phụ nhất Liễu Vân Mạn. Tôi vẫn nhìn ra ngoài, không thấy anh ta đi vào, vậy anh ta vào bằng cách nào? phương hiểu như thầm nói nói xong lại thầm dùng mình đối phương không phải là quỷ đấy chứ xem ra sau này không nên nói bậy sau lưng người khác nếu không sẽ gặp quỷ thiên ca đinh linh cũng khách khí chào hạ thiên chị hinh tặng cho chị hạ thiên đưa mâm trái cây cho tôn hinh hinh đây là thứ gì tôn hinh hinh hỏi nàng cầm lấy một trái ăn thử sau khi cắn nuốt hai lượt thì nhét cả vào miệng ngon quá Tôn Hinh Hình lại lấy một trái bỏ vào miệng, sau đó nàng mời người khác. "Chị Vân Mạn, Tiểu Linh, hiểu như, mọi người cùng ăn đi." "Chị vừa ăn rồi, Hinh Hình, em ăn đi." Liễu Vân Mạn lắc đầu nói. "Chị Hinh, đây là của Thiên Ca tặng cho chị, chị ăn đi." Đinh Linh cũng khẽ nói. Phương Hiểu Như thì cảm thấy chẳng có gì phải từ chối, nàng đi đến vươn tay nói. "Cái gì thế này?" Hạ Thiên chặn tay Phương Hiểu Như em vừa nói bậy, không cho ăn. Không ăn thì không ăn, quỷ hẹp hòi. Phương hiểu như có chút buồn bực, sao lại có loại đàn ông keo kiệt như vậy? Hạ thiên bĩu môi, keo kiệt thì keo kiệt, Phương hiểu như không phải vợ hắn, tại sao phải hào phóng? Liễu Vân Mạn trước đó đã thấy Hạ Thiên không cho Triệu Thanh Thanh ăn trái cây, bây giờ thấy tình cảnh này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Liễu Vân Mạn thấy đã hơn 10 giờ, nàng nói. Hạ Thiên, hình hình, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Tôn Hình Hình tất nhiên sẽ đồng ý. Đi đâu ăn đây? Hạ Thiên cũng không có ý kiến. Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút, nàng nói. Sang tiệm cơm Tây bên kia, chúng ta đã ăn một lần rồi. Hạ Thiên và Tôn Hình Hình tán thành lời đề nghị của Liễu Vân Mạn, mà Tôn Hình Hình cũng buông mâm trái cây và chuẩn bị rời khỏi cửa hàng. Tất nhiên nàng sẽ không có gì lo lắng, cửa hàng hoa có đinh linh và phương hiểu như, sẽ không có gì xảy ra. Ba người đi ra cửa hàng hoa, Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến vấn đề nào đó, hắn lóe lên phóng vào trong cửa hàng. Hắn cầm lấy mâm trái cây trong miệng còn nói: "Tôi phải đưa đi, nếu không sẽ có người ăn trộm." Phương Hiểu như rất buồn bực, người này sao keo kiệt thế? Tôn Hình Hinh và Liễu Vân Mạn thì nhìn nhau cười, Hạ Thiên đúng là đôi khi giống như con nít. Ba người nhanh chóng vào quán cơm tây, mỗi người gọi một phần bò bít tết. Liễu Vân Mạn lại nhắc đến chuyện trước đó. Hạ Thiên bây giờ cậu đã học xong đệ tam châm rồi phải không? liễu vân mạn khẽ hỏi nàng sở dĩ phải nói như vậy vì có nguyên nhân vì nàng nhớ rõ hạ thiên có nói chỉ khi nào học xong đệ tam châm mới chữa tốt cho mình bây giờ bệnh của nàng đã tốt như vậy hạ thiên đã học xong đệ tam châm rồi hạ thiên khẽ gật đầu đúng vậy vậy cậu có thể chữa bệnh cho tam thuốc được rồi phải không? liễu vân mạn lại hỏi đúng vậy hạ thiên tiếp tục gật đầu giọng nói có chút không tình nguyện. Thật ra hắn cũng không nghĩ muốn chữa cho Liễu Kỳ, nhưng tiền đã thu, cuối cùng cũng phải chữa. vây cậu chọn thời gian đi, khi nào chữa cho tam thúc? Liễu Vân Mạn dùng giọng thương lượng hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, đợi hai ngày nữa tôi sẽ đến chữa cho cả tam thúc và những đứa em họ của chị. Dù sao chuyện này cuối cùng cũng phải làm, Hạ Thiên cũng không muốn cứ phải buông lòng trước tiên hắn nên chữa tốt cho liễu kỳ nếu lão còn dám đắc tội thì sẽ cho biết tay sao liễu vân mạn chợt ngẩn ngơ hạ thiên không cần làm quá gấp cậu chữa cho quá nhiều người lỡ may không chịu nổi thì sao vô tình liễu vân mạn không còn lo lắng cho sự an toàn của mấy đứa em họ nàng lo lắng cho hạ thiên vì nàng biết mỗi lần hắn thi trâm đều có vẻ rất mệt mỏi bây giờ nàng có cả thảy bảy đứa em họ mắc bệnh cộng thêm liễu kỳ là tám nếu chữa một lúc cho tám người nàng sợ Hạ Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Không sao, tôi có thể làm được, còn có chị Mộng hỗ trợ. Hạ Thiên thuận miệng nói, với công lực của hắn bây giờ, cộng thêm sự hỗ trợ của Liễu Mộc, trên cơ bản có thể chứa tốt cho cả Liễu gia chỉ trong vòng vài ngày, coi như giải quyết tất cả phiền phức. Vậy thì được, vừa may bọn họ cũng đều đi học, những ngày nay chứa hết cũng tốt. Khi thấy Hạ Thiên nói như vậy thì Liễu Vân Mạn cũng có chút hiên lòng, đối với nàng thì đây là gánh nặng, nếu giải quyết triệt để thì nàng cầu còn chưa được. Đúng vậy, sắp khai giảng đến nơi rồi, hiểu như và Tiểu Linh cũng sắp phải đi học, chỉ có thể hỗ trợ vào giờ nghỉ mà thôi, cửa hàng hoa của tôi phải tuyển thêm người. Tôn Hinh Hinh lúc này cũng chen vào một câu. "Chị Hinh, tôi có thể giúp chị." Hạ Thiên đón lời. "Cậu thì tính làm gì, cậu có quá nhiều việc." Tôn Hinh Hinh lắc đầu. "Chẳng qua cũng không có vấn đề gì, nhận người không khó." Nhưng gần đây Khổng Mính nói tôi đừng nên mở cửa hàng hoa, cùng đến làm ở công ty công nghệ, tôi cũng không biết có nên đồng ý hay không. Công ty của bọn họ sắp làm ăn rồi sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn nhớ rõ lần trước nơi đó cơ bản vẫn chưa có người nào. Đúng vậy, nghe nói bây giờ có mười mấy người, Khổng Mính nói cậu là ông chủ lớn, để tôi đi xem sổ sách. Nhưng tôi cảm thấy mình rất mù mờ với các phần mềm máy tính, vì vậy công việc ở công ty kỹ thuật cũng không thích hợp với tôi. Tôn Hình Hình rất giàu dĩ. Liễu Vân Mạn không khỏi xen vào. Hình Hình, nếu thích mở cửa hàng hoa thì cứ tiếp tục. Đúng vậy, chị Hình, chị thích làm gì thì cứ làm theo ý mình. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vấn đề cũng là như vậy, tôi cũng không quá thích mở cửa hàng hoa, chẳng qua những năm qua tôi không có công tác khác phù hợp, vì vậy thấy mở cửa hàng hoa thì phù hợp hơn. Nhưng gần đây có rất nhiều người lợi dụng mau hoa để tiếp cận, tôi thấy rất phiền, mà Khổng Mính nói đến công ty kỹ thuật sẽ không có nhiều người, hơn nữa tôi và cô ấy làm cùng sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tôn Hinh Hinh rõ ràng rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng, nhưng tôi vẫn chưa có quyết tâm. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến cửa hàng hoa, ai dám nhìn vào chị Hinh, tôi sẽ đánh cho một trận. Hạ Thiên có chút bất mãn. Liễu Vân Mạn nhìn Tôn Hinh Hinh, nàng thầm lắc đầu. Người quá quyến rũ và xinh đẹp thì người khác không mượn cơ hội để sáp lại mới là lạ. Nhưng Liễu Vân màn hình như cũng quên mình cũng là kẻ gây tai họa như Tôn Hinh Hinh, tuy nàng không quyến rũ tận xương như Tôn Hinh Hinh, nhưng nàng có khí chất thoát tục, cũng thường xuyên xua đuổi đám đàn ông như xua vịt. Tiên sinh, tiểu thư, đây là phần cơm của các vị. Món bò biết Tết cuối cùng cũng được đưa ra, ba người ngừng thảo luận, bắt đầu an tâm hưởng dụng bữa trưa. Tôn Hình Hình nghe được câu nói của Hạ Thiên thì đã có quyết định, sau này nàng phải đến công ty kỹ thuật đi làm, miễm Hạ Thiên đánh người vô cớ. Trong lòng Tôn Hình Hình cũng có ý nghĩ khác, trước nay nàng thấy thân phận bà chủ cửa hàng hoa của mình so sánh với những người phụ nữ khác của Hạ Thiên thì thấp hơn một chút. Nếu nàng đi làm ở công ty công nghệ Lam Thiên ở tòa nhà Hải Giang, như vậy vô tình thân phận của nàng sẽ biến đổi, ít nhất lúc đó nàng cũng là thành phần trí thức. Nếu đám đàn ông khác biết một đại mỹ nhân như Tôn Hinh Hinh chỉ là vợ bé cho Hạ Thiên, hơn nữa còn cảm thấy không xứng, chắc chắn sẽ có người muốn nhảy lầu. Một người đẹp hại nước hại dân như vậy, ai không muốn cướp đoạt. Này, bác sĩ Liễu, em cùng bạn dùng cơm ở đây sao? Một giọng nói đột ngột vang lên. Liễu Vân Mạn nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nhíu mày, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam một nữ đang đi đến. Người đàn ông hơn 30, người phụ nữ rất trẻ, có lẽ vẫn chưa đến 20, gương mặt tròn chính, cũng không tệ. Khi thấy Liễu Vân Mạn thì người phụ nữ kia tỏ rõ địch ý, đồng thời còn đứng sát lại người đàn ông giống như đang bày tỏ chủ quyền công khai. Trường 305, yêu đương vụng trộm trong phòng bác sĩ. Bác sĩ Tống, y tá tưởng, hai người cũng ra đây dùng cơm sao. Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu với hai người xem như chào hỏi. Bác sĩ Tống quét mắt nhìn qua tôn hình hình, ánh mắt không tự giác được phải khựng lại hai giây, sau đó ra vẻ điềm nhiên như không hỏi. "Bác sĩ Liễu, hai vị này là bạn của em sao?" "Đây là bạn trai của tôi, là Hạ Thiên, đây là Tôn Hinh Hinh, là bạn bè tốt của tôi." Liễu Vân Mạn mỉm cười. "Hạ Thiên, Hinh Hinh, đây là bác sĩ Tống Dũng, đây là bạn gái của bác sĩ Tống, là y tá Tưởng Tiểu Tình." Tôn Hinh Hinh gật đầu rất có lễ tiết với hai người nam nữ, còn Hạ Thiên hắn không quan tâm đến hai người này, đối với hắn thì chẳng có liên quan gì đến hai người này. Khi nghe những lời của Liễu Vân Mạn thì vẻ mặt tưởng tiểu tình tốt lên rất nhiều. Thì ra bác sĩ Liễu đã có bạn trai, tôi còn tưởng rằng chị chưa có. Bạn trai của tôi rất ít khi đến bệnh viện, vì vậy không biết chỉ là bình thường. Liễu Vân Mạn cười cười nói. Hèn gì? Tưởng tiểu tình cũng nở nụ cười thản nhiên, sau đó nàng quay đầu nhìn bạn trai của mình. Tống Dũng, chúng ta cũng đừng quấy rầy bác sĩ Liễu và bạn trai dùng cơm, chúng ta qua kia ngồi thôi. Hạ Thiên nghe được những lời này thì không khỏi nhìn tưởng tiểu tình, người này tuy không xinh đẹp nhưng rất thức thời, biết rõ đứng đây sẽ quấy rầy mọi người dùng cơm. Được, bác sĩ Liễu, chúng tôi sang bên kia. Tống Dũng nhìn dĩa bít tết được cắt bừa bộn của Hạ Thiên, trong mắt lóe lên cái nhìn khinh thường, sau đó hắn tùy tiện dẫn tưởng tiểu tình sang bên kia ngồi xuống. Liễu Vân Mạn khẽ thở ra, nàng khó thể có thời gian cùng dùng cơm với Hạ Thiên, cũng không muốn có chuyện xảy ra. Cũng may Tống Dũng coi như thức thời, còn có cả tưởng tiểu tình ở bên cạnh, nếu không nàng sẽ lo lắng bữa cơm không an ổn. Hạ Thiên, lát nữa cậu theo tôi vào bệnh viện một chuyến nhé. Liễu Vân Mạn suy nghĩ rồi nói. Được, Hạ Thiên một lời đồng ý, cùng vợ làm chuyện tốt, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Có chút chuyện nhỏ xen vào, ba người vẫn thuận lợi dùng xong bữa trưa. Sau đó ba người đưa Tôn Hinh Hinh về cửa hàng hoa trước tiên, sau đó Hạ Thiên theo Liễu Vân Mạn vào bệnh viện phụ nhất. Liễu Vân Mạn ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nàng thân mật dựa người lên người hắn, bộ dạng sợ người khác không biết quan hệ giữa hai người. Tất nhiên mục đích của nàng khi đưa Hạ Thiên đến bệnh viện chính là để mọi người biết rõ, nàng đã có bạn trai. Trước kia vì có cao danh Dương nên không ai dám theo đuổi Liễu Vân Mạn, nhưng không biết từ khi nào có tin đồn cao danh Dương không còn hứng thú với nàng thậm chí có người nói nàng đã bị cao danh dương chơi chán. Nói ngắn gọn thì nàng bây giờ là hoa tươi vô chủ. Những lời đồn đãi kia làm Liễu Vân Mạn rất căm tức, nhưng nàng cũng không nói gì, những năm nay làm sáng tỏ tin đồn là bằng thừa, nếu cứ gắng gượng thì người ta sẽ tin đó là thật. Nhưng Liễu Vân Mạn nhanh chóng phát hiện ra một phiền phức khác, đó chính là đám bác sĩ nam trong bệnh viện bắt đầu tán tỉnh mình, điều này làm nàng cảm thấy rất phiền phức. Mà Tống Dũng vừa rồi chính là một trong số đó. Tống Dũng là một bác sĩ vừa từ nước ngoài quay về, mới vào làm ở bệnh viện phụ nhất được nửa tháng, tuy thời gian ngắn nhưng đã trở thành chuyên gia khoa ngoại. Tất nhiên bản thân Tống Dũng có bản lĩnh, nhưng điều chủ yếu nhất chính là cha hắn, người này là phó giám đốc bệnh viện phụ nhất. Cha làm phó giám đốc bệnh viện, Tống Dũng lại là bác sĩ, hơn nữa bộ giảng cũng không tệ, tất nhiên hắn sẽ là đối tượng thu hút ánh mắt các cô y tá trong bệnh viện. Hắn cũng không phải người kiêng ăn, nghe nói y tá nào đến cũng không từ chối, một chân dẫm trên vài thuyền, mà tưởng tiểu tình chính là một trong số đó. Tống Dũng cảm thấy dẫm trên nhiều thuyền y tá vẫn chưa đủ, còn chú ý đến cả Liễu Vân Mạn, thỉnh thoảng chạy đến phòng làm việc của nàng để lôi kéo làm quen. Tuy Liễu Vân Mạn không quan tâm đến hắn, nhưng hắn lại làm cho tất cả bệnh viện đều biết mình đang theo đuổi Liễu Vân Mạn. Cũng chính vì vậy mà tưởng tiểu tình thấy Liễu Vân Mạn thì tỏ rõ địch ý, điều này làm cho Liễu Vân Mạn cảm thấy rất vô tội, Nàng cũng là hoa có chủ, nào có hứng thú với Tống Dũng. Kết quả là Liễu Vân Mạn có ý nghĩ mới, nàng muốn đưa Hạ Thiên đến đi dạo một vòng ở bệnh viện phụ nhất, để người khác biết nàng có bạn trai, như vậy sẽ không bị kẻ khác quấn lấy người. Liễu Vân Mạn cứ như vậy mà dán lên người Hạ Thiên thong thả đi về phòng làm việc của mình, toàn bộ quá trình hơn 10 phút. Lần này khi nàng đến phòng làm việc thì bệnh viện đã có một nửa số người nhận được tin tức, Liễu Vân Mạn đưa bạn trai đến bệnh viện. Hạ Thiên Chiều nay cậu có chuyện gì làm không? Trong phòng làm việc, Liễu Vân Mạn kéo Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, nàng dùng giọng dịu dàng hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó hắn lắc đầu. Không có việc gì. Vậy cậu ở đây với tôi được không? Liễu Vân Mạn khẽ nói, trong lời nói có chút hương vị năn nỉ. Hạ Thiên tất nhiên gật đầu không chút do dự. Được. Liễu Vân Mạn nghe Hạ Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy thì không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Chị Vân Mạn, chị cười rất đẹp." Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Mạn, bộ dạng có chút xuất thần. Liễu Vân Mạn có chút hờn dỗi. "Tôi không cười sẽ không đẹp sao? Cười sẽ hấp dẫn hơn." Hạ Thiên lầm bầm. "Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy." Liễu Vân Mạn bị Hạ Thiên nhìn có vẻ mất tự nhiên, ánh mắt sắc lang này có lực sát thương quá mạnh, nàng luôn sinh ra cảm giác bị đối phương nhìn thấu. "Chị Vân Mạn, chị không cho nhìn thì tôi biết làm gì?" Hạ Thiên hỏi, tùy cậu, đừng nhìn chằm chằm như vậy là được. Liễu Vân Mạn sẵn giọng nói. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Mạn, đây là chị nói đấy nhé. Đúng vậy, thế nào, ư? Cặp mắt xinh đẹp của Liễu Vân Mạn chợt tròn xoe, Hạ Thiên tập kích nàng không chút dấu hiệu, hắn ngăn miệng nàng, làm nàng không nói nên lời. Liễu Vân Mạn đột nhiên sinh ra một ảo giác, giống như đã từng xuất hiện trong mộc, nàng thấy cô cô đang hôn nồng nhiệt với Hạ Thiên. Sau đó hầu như cô cô lại biến thành nàng. Vô tình Liễu Vân Mạn chủ động ôm vòng eo của Hạ Thiên, tuy bị động nhưng vẫn phối hợp với hắn, cơ thể lại rơi vào tình cảnh như mộng như ảo. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên đang bóp mông mình, bàn tay liên tục phe vuốt, những cảm giác khác thường lan tỏa khắp toàn thân. Ngay sau đó nàng cảm thấy bộ ngực cao ngất của mình bị bàn tay của hắn xâm nhập, cảm giác tê dại làm toàn thân nàng như nhũn ra, từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác khô nóng bức bối bác sĩ liễu á xấu hổ quá các người cứ tiếp tục một âm thanh ngoài cửa truyền vào làm liễu vân mạn bừng tỉnh khỏi giấc mộng trầm mê liễu vân mạn kêu lên một tiếng rất duyên dáng nàng buông hạ thiên rồi lui về phía sau thoát khỏi hai bàn tay của hắn sau đó nàng nhanh chóng sửa sang lại quần áo đồng thời trừng mắt xấu hổ nhìn hạ thiên đại sắc lang hạ thiên đang hoài niệm cảm giác tuyệt vời hắn cảm thấy rất vô tội chị vân mạn Chị nói tôi làm gì cũng được. Hình như người ta cũng chưa cho cậu. Gương mặt Liễu Vân Mạn trở nên đỏ hồng, khi nàng nghe thấy âm thanh kia thì biết đó là y tá Tiếu Đồng lắm chuyện nhất bệnh viện. Chỉ sợ chưa đến 10 phút thì cả bệnh viện sẽ biết nàng yêu đương vụng trộm với bạn trai trong phòng làm việc. Nhưng Liễu Vân Mạn lại thấy đây là chuyện tốt, đến lúc này tin chắc ai cũng biết chuyện nàng có bạn trai. Thôi khỏi, tôi cũng không nói với cậu, cũng nên quy củ một chút, đừng làm bậy, đây cũng không phải ở trong nhà. Gương mặt Liễu Vân Mạn vẫn sinh ra cảm giác nóng như lửa, giọng nói có nhiều hơn chút mềm mại. Hạ Thiên cười hì hì. "Chị Vân Mạn, như vậy về nhà làm gì cũng được sao?" "Tôi không nói như vậy, cậu đừng nghĩ lung tung." Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sắc lang này đúng là không phải ép nàng thừa nhận nói như vậy sao? Hạ Thiên cười hì hì, sau đó dùng ánh mắt càn quét tư thái nổi bật của Liễu Vân Mạn, tâm tình tương đối khá hơn. Hôm nay đúng là có thu hoạch lớn chị Vân Mạn xinh đẹp này sẽ nhanh chóng trở thành vợ chính thức. Trái tim Liễu Vân Mạn chợt nhảy lên rộn rã, vì vậy nàng có chút không yên, đại sắc lang này không phải muốn qua đêm ở nhà mình đấy chứ. Đúng lúc Liễu Vân Mạn cảm thấy bất an thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Bác sĩ Liễu. Liễu Vân Mạn nghe âm thanh này mà không khỏi nhíu mày, tại sao lại là hắn? Thì ra người tới cũng không phải ai khác, chính là Tống Dũng vừa rồi gặp mặt ở nhà hàng Tây tất nhiên lần này hắn xuất hiện một mình, không có tưởng tiểu tình ở bên cạnh. Bác sĩ Tống, có chuyện gì sao? Giọng nói của Liễu Vân Mạn có chút lãnh đạm, người này sao không thức thời như vậy? Cũng không có gì, nghe nói bạn trai của bác sĩ Liễu ở đây, vì vậy tôi muốn đến chào hỏi. Tống Dũng nhìn gương mặt vẫn còn đỏ cực của Liễu Vân Mạn mà trong lòng sinh ra cảm giác như bị kim châm, hắn vừa nghe Tiếu Đồng tám chuyện về Liễu Vân Mạn đang yêu đương với bạn trai trong phòng làm việc, hắn vốn không tin, bây giờ xem ra là sự thật. Không cần, tôi với anh không quen không biết, cũng không muốn làm quen với anh. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn cũng không phải thằng ngu, người này bây giờ xuất hiện hơn phân nửa là có ý đồ với vợ hắn. Khi nghe thấy lời nói của Hạ Thiên thì vẻ mặt Tống Dũng hơi biến đổi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Hạ Tiên Sinh phải không? Tầm mắt của Hạ Tiên Sinh rất cao, chắc chắn phải có xuất thân phi phạm, xin hỏi Hạ Tiên Sinh công tác ở đâu? Anh có vấn đề à? Hạ Thiên tức giận nói. Tôi không quen biết anh, hỏi tôi công tác ở đâu làm gì? Hạ Tiên Sinh, tôi chỉ muốn biết một chút về cậu mà thôi, cậu cần gì phải xa cách như vậy? Trên mặt Tống Dũng mơ hồ có chút tức giận. Hay cậu biết mình không xứng với bác sĩ Liễu, không dám nói ra xuất thân? Anh đúng là có bệnh, tôi không quen anh, anh nói nhảm tôi sẽ đánh văng ra khỏi phòng. Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn, người này lúc đầu quấy rầy hắn dùng cơm, bây giờ quấy rối hắn thân mật với vợ, đúng là đáng ăn đòn. Bác sĩ Liễu, nếu em còn muốn tiếp tục công tác ở bệnh viện này, tốt nhất nên nói bạn trai khách khí một chút. Tống Dũng cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, hắn nổi giận với Liễu Vân Mạn. Chương 306, vô sỉ. Bác sĩ Tống, anh nói vậy có ý gì? Liễu Vân Mạn nghe được lời nói uy hiếp của Tống Dũng thì có chút tức giận. Tống Dũng hử lạnh một tiếng. Bác sĩ Liễu, phòng làm việc của cô dùng làm phòng làm việc, đây không phải nơi cho cô và bạn trai yêu đương thân mật, chỉ cần xét theo vấn đề này cũng đủ để khai trừ cô ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ Tống, bây giờ cũng chưa đến giờ làm việc của tôi, tôi cũng không cần anh phải quan tâm. Liễu Vân Mạn tức giận nói. Hạ Thiên lúc nà sen vào một câu. Chị Vân Mạn, đừng quan tâm đến thằng ngu này, nếu hắn còn tiếp tục kêu gào, tôi sẽ đánh văng hắn ra ngoài. Ai đánh ai văng ra còn chưa xác định được. Tống Dũng cười lạnh với Hạ Thiên. Tôi khuyên cậu nên rời khỏi bệnh viện, nếu không tôi sẽ cho bảo vệ đến đuổi đi. Tôi ghét nhất là loại người đến quấy giày tôi và vợ. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói một câu, sau đó hắn lóe người đến trước mặt Tống Dũng, hắn thò tay chụp cổ đối phương rồi dùng sức ném ra. Tống Dũng không tự chủ được bay thẳng ra ngoài, sau đó đập người xuống hành lang bệnh viện. Á! À. Tống Dũng đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó hắn bỏ lên phóng vào phóng Liễu Vân Mạn với bộ dạng tức tối, hắn giống lên với Hạ Thiên. Mày dám đánh. Tống Dũng còn chưa nói hết câu thì đã bị chụp cổ, thân thể lại bay lên, sau đó lại ngã lên hành lang. Ngu như heo, anh còn dám đi vào, tôi sẽ tiếp tục đánh văng ra. Hạ Thiên lười biếng nói. Tống Dũng bị Hạ Thiên ném ra ngoài choáng váng mặt mày, vì vậy hắn thẹn quá hóa giận rồi gầm lên. Bảo vệ, mau gọi bảo vệ. Tống Dũng hét lên quá lớn, bảo vệ còn chưa tới nhưng đám bác sĩ và y tá lắm chuyện đã bu đen. Khi thấy bộ dạng chật vật của Tống Dũng thì ai cũng có chuyện để nói. Đây không phải là bác sĩ Tống à, sao thế này? Còn hỏi nữa, bị người đánh. Ai đánh anh ta, chẳng lẽ người bệnh? Tôi xem bệnh viện này ai dám đánh anh ta? Bệnh gì mà bệnh, tám phần là bị bạn trai của bác sĩ Liễu Tẩn cho một trận, các người không thấy siêu nhân từ trong phòng làm việc của bác sĩ Liễu phóng ra sao? À, nghe nói bác sĩ Liễu đang thân mật với bạn trai trong phòng, bác sĩ tống tám phần là chạy đến quấy giày người ta, vì vậy mà bị đòn. Đánh là đúng, bác sĩ tống cũng không phải loại tốt đẹp gì. Đúng, đúng vậy, tên này ỉ cha là phó giám đốc bệnh viện, cả ngày chuyên tán các cô y tá, điều này cũng chưa đáng nói, hơn nữa còn cua một lúc nhiều em, đúng là vô sỉ. Tiếu đồng, Cô đừng nói tống Dũng như vậy, anh ấy cũng không phải loại người như cô nói. Có phải như loại người thiếu đồng nói hay không thì ai mà chẳng biết, tôi nghe nói bác sĩ Tống hận không thể tán một lúc mười mấy cô y tá, sao chỉ vài cô được. Khi đám bác sĩ y tá tha hồ tán nhảm thì có hai bảo vệ chạy đến, ngay sau đó bảo vệ phóng đến trước mặt Tống Dũng, một tên hỏi. "Bác sĩ Tống, có chuyện gì xảy ra?" "Các người theo tôi." Có bảo vệ áp trận, Tống Dũng tất nhiên bừng bừng khí thế hắn vọt vào chỉ vào người Hạ Thiên nói. Ném người này ra khỏi bệnh viện. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Tống Dũng, tên ngu ngày thích làm siêu nhân bay trên không lắm sao. Nếu không sao lại chạy vào nữa rồi. Lần này Hạ Thiên quyết định làm thỏa mãn sở thích của Tống Dũng, vì vậy hắn tiến lên ném đối phương ra ngoài. Hai tên bảo vệ cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng phịch và âm thanh hét thảm. Bọn họ lúc này mới biết Tống Dũng lại bị đánh văng, khoảnh khắc này cả hai đều sướng sờ. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay đi! Tống Dũng còn chưa kịp đứng lên đã quát hai tên bảo vệ. Hai bảo vệ nhìn Hạ Thiên, lại nhìn Liễu Vân Mạn, cả hai có chút do dự. Không được ra tay, đây là bạn trai của tôi. Liễu Vân Mạn vội vàng nói một câu. Khi nghe Liễu Vân Mạn nói như vậy thì hai tên bảo vệ đã không còn do dự, cả hai vung gậy phóng về phía Hạ Thiên thằng khốn này dám cướp bác sĩ đẹp nhất bệnh viện phụ nhất vào trong tay, còn bà nó như vậy làm anh em đố kỵ không đập được sao. Đáng tiếc là hai tên bảo vệ có nguyện vọng tốt đẹp nhưng sự thật quá tàn khốc, lực chiến đấu của cả hai chỉ nhỉnh hơn một chút so với Tống Dũng, như vậy lại chẳng đáng là gì với Hạ Thiên. Vì vậy chưa đến một giây sau, hai tên bảo vệ đã theo gót Tống Dũng, cả hai bị đánh văng khỏi phòng làm việc của Liễu Vân Mạn. Tất nhiên nếu so sánh với Tống Dũng thì hai tên bảo vệ này may mắn hơn, Ít nhất khi bọn họ chạm đất còn có một đệm thịt, nhưng điều này càng làm đệm thịt Tống Dũng gặp bất hạnh, hắn còn chưa đứng lên đã bị hai tên bảo vệ nện lên người. Đám người đứng ở hai đầu hành lang đã có chút hưng phấn, đây đúng là xem phim võ thuật đỉnh cao, hơn nữa còn miễn phí. Lúc này có người hô lên. Lại một lần nữa. Mọi người cười vang, trong đám người đa số đều không có hảo cảm với Tống Dũng, bây giờ thấy đối phương không may thì tất nhiên sẽ rất hả hê. Tống Dũng nghe thấy những tiếng cười nhạo kia thì gương mặt trở nên nóng bỏng giống như bị người ta cho vài tát vào mặt, hắn lại bò lên rồi dùng giọng hổn hển nói: "Liễu Vân Mạn, con bà nó cô là thứ quái quỷ gì? Chẳng phải chỉ là một con đàn bà dâm đãng bị người ta chơi chán rồi bỏ đi sao? Ông vừa ý là vận may của cô, con bà nó lại không biết điều, lại tìm đến một tên côn đồ. Cô thích chơi với giang hồ sao? Ngày mai ông sẽ khai trừ cô khỏi bệnh viện, để sau này cô ra đường mà sống." Tống Dũng, anh là loại vô sỉ. Liễu Vân mạn xông ra đến cửa, nàng tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Đám người xem náo nhiệt cũng thầm lắc đầu, một số y tá có cảm tình với Tống Dũng thì thầm lắc đầu, lúc này ai cũng thất vọng. Người này bình thường có vẻ hào hoa phong nhã nhưng sao bây giờ lại thô tục như vậy? Còn nói người khác là côn đồ, nhưng một tên thô tục như hắn còn chưa bằng côn đồ. Tôi vô sỉ sao, tôi đầy răng đây mà. Tống Dũng còn chơi, nho Liễu Vân Mạn, cô là loại gái lẳng lơ, đừng tưởng tôi không biết, người nào mà chẳng biết cô bị thằng cao danh dương chơi nát rồi. Bốp, bốp, lời nói của Tống Dũng đột nhiên được thay thế bằng tiếng bà tai trong trẻo, sau đó mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt. Một tên thanh niên đang điên cuồng tát lên mặt Tống Dũng, ít nhất cũng là 17-18 cái mới ngừng lại. Khoảnh khắc này hai má của Tống Dũng đã sưng vù, khóe miệng đầy máu tươi, vì vậy mà đám người vừa rồi thất vọng đã có chút đồng tình với Tống Dũng, tên này đúng là đáng thương, bị đánh quá thảm. Chị Vân mạn, bây giờ tên này đã xứng với tên răng trào hàm hết rồi, tha hồ mà vô sỉ. Hạ Thiên cười hì hì nói, ơ. Tống Dũng muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ nhổ ra một nhúm máu. Hai tên bảo vệ đứng gần hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. bọn họ thấy rất rõ, Tống Dũng vừa rồi vừa tự hào mình có hai hàm răng còn nguyên, bây giờ chẳng còn cái nào. Mày, mày, mày đánh gãy hết răng của bác sĩ Tống sao? Một tên bảo vệ chỉ tay vào Hạ Thiên. Mày, đây là phạm tội biết không? Câm mồm, nếu không sẽ cho anh răng trào hàm. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Tên bảo vệ lui về phía sau hai bước, rõ ràng đã bị Hạ Thiên dọa cho hoảng sợ, mà tên bảo vệ còn lại đã lấy điện thoại báo cảnh sát. Vấn đề này bọn họ không giải quyết được. tụ tập lại làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? một âm thanh bất mãn vang lên, một bác sĩ hơn 50 từ đầu hành lang đi tới. Tên bảo vệ vừa báo cảnh sát nghe thấy âm thanh này giống như thấy được cứu tinh. Giám đốc Tống, anh đến rồi, bác sĩ Tống, anh ấy. Thì ra người đến là cha của Tống Dũng, là phó giám đốc Tống Liên Thành của bệnh viện phụ nhất. Khi bảo vệ còn chưa nói dứt lời thì Tống Liên Thành đã thấy bộ dạng của con trai mình, lão gào lên. Có chuyện gì xảy ra? Thằng nào làm? Cha! lúc này tống dũng đã nói ra một chữ khá rõ ràng sau đó hắn chỉ vào hạ thiên là nó giám đốc tống chính là hắn nhân viên bảo vệ kia cũng chỉ vào hạ thiên đồng thời còn nói thêm một câu hắn là bạn trai của bác sĩ liếu là mày đánh người sao tống liên thành dùng ánh mắt căm tức nhìn hạ thiên lỗ tai của ông có vấn đề sao hạ thiên có chút mê hoặc nhiều người đã nói rất rõ ràng ông còn hỏi làm quái gì Đám người nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì chợt kinh ngạc, bạn trai của bác sĩ Liễu quả nhiên quá hung hãn, đánh bác sĩ Tống Thành ra như vậy, hơn nữa còn mắng cả giám đốc Tống. Mày! Tống Liên Thành tức đến mức thân thể run rẩy. Tốt, rất tốt, bắt hắn lại, đưa đến cục công an. Tống Liên Thành nói ra lời này với hai tên bảo vệ, nhưng ngay sau đó lão phát hiện hai tên bảo vệ không có hành động nào, một tên bảo vệ cẩn thận nói. Giám đốc Tống, tôi đã báo cảnh sát, hai tên bảo vệ cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên biết Hạ Thiên là lại châu chó, bọn họ cũng không muốn không còn răng hút cháo. Rất tốt, mày cứ đợi đó mà ăn cơm tù. Tống Liên Thành dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, sau đó lão quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn. Bác sĩ Liễu, cô đưa bạn trai đến phá rối bệnh viện sao? Giám đốc Tống, bạn trai của tôi chỉ đến chơi, bác sĩ Tống nói ra những lời ô uế. Bạn trai tôi không nhịn được mới ra tay đánh người nếu muốn nói cũng phải trách bác sĩ Tống đến quấy rối. Liễu Vân Mạn căn giận nói, nàng không sợ tên phó giám đốc này, với y thuật của nàng thì chẳng sợ không có công tác, rời khỏi bệnh viện này cũng không phải sẽ chết đói. Rất tốt, mai cô khỏi cần đi làm, trở về thanh tỉnh lại đi. Tống Liên Thành hừ lạnh một tiếng rồi nói. Liễu Vân Mạn đang định nói thì một âm thanh vang lên. Có chuyện gì xảy ra? Giám đốc, viện trưởng, Mọi người đều chào hỏi người mới đến, đây là giám đốc Hà Minh của bệnh viện phụ nhất. Đúng lúc có người muốn đi ra giải thích tình hình sự việc thì phát hiện vẻ mặt Hà Minh chợt biến đổi, sau đó lão nhanh chóng đi về phía Hạ Thiên. Hạ thần y, anh đến rồi sao? Hạ Thiên dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên, tất cả mọi người kể cả Tống Liên Thành đều ngây dại, bạn trai của bác sĩ Liễu rốt cuộc là quái vật gì? Sao giám đốc lại cung kính như vậy? Chương 307, đúng là một người mạnh mẽ khi thấy hà minh thì hạ thiên cũng không có gì bất ngờ hà minh là giám đốc bệnh viện này hắn cũng biết tôi đến với vợ hạ thiên thuận miệng nói vợ hà minh không khỏi quay đầu nhìn liễu vân mạn ở bên cạnh hạ thần y bác sĩ liễu anh giám đốc hạ thiên là bạn trai của tôi liễu vân mạn đón lời nàng có chút buồn bực giám đốc hai người quen biết sao không 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 tôi nào có phúc khí quen biết hạ thần y Hà Minh vội vàng lắc đầu. Có thể quen biết hạ thần y là vận may lớn nhất của Hà Minh tôi. Hà Minh nói ra những lời này không chỉ làm cho Liễu Vân Mạn ngây người, càng làm cho những thầy thuốc và y tá khác phải trợn mắt há mồm. Thì ra bạn trai của bác sĩ Liễu là một người mạnh mẽ, ngay cả giám đốc quen biết hắn cũng là một điều may mắn. Vẻ mặt Tống Liên Thành ở bên cạnh biến đổi bất định, sau đó lão không nhịn được phải mở miệng. Viện trưởng, người này đến bệnh viện chúng ta gây rối, còn đánh tống dũng bị thương nói bậy hà minh gầm lên với tống liên thành hạ thần y có thân phận gì đáng để đến chỗ này gây chuyện sao anh nói anh ấy đánh tống dũng bị thương hay tống dũng tự đến gây chuyện viện trưởng tống dũng nói những lời ô uế với tôi hạ thiên tức giận mới ra tay liễu vân mãn lúc này đã ý thức được quan hệ giữa hạ thiên và hà minh là không tầm thường vì vậy tranh thủ mở miệng nói đúng là ngu ngốc ngay cả bạn gái của hạ thần y mà cũng dám động vào đánh là đúng hà minh dùng ánh mắt không vui nhìn tống dũng còn đứng ngây ra đó làm gì kéo tống dũng xuống chữa trị sơ bộ chút nữa tôi sẽ tính sổ giám đốc cho dù anh biết người này cũng không thể quá đáng như vậy được tống dũng bị mất sạch hàm răng anh không truy cứu trách nhiệm như vậy còn muốn tính sổ với tống dũng sao tống liên thành cực kỳ tức giận lão đã từng thấy nhiều tình cảnh khốn nạn chưa bao giờ thấy tình cảnh này vậy anh nói tôi nghe anh muốn thế nào vẻ mặt hà minh trầm xuống tống liên thành khẽ hừ một tiếng bảo vệ đã báo cảnh sát rốt cuộc xử lý thế nào cứ giao cho cảnh sát được vậy giao cho cảnh sát hà minh cười nhạt một tiếng lão quét mắt nhìn đám người chung quanh đợi lát nữa cảnh sát đến nếu các người dám nói dối thì tôi sẽ không khách khí để tôi xem chuyện này ai là người có lỗi hà minh quay đầu nhìn hạ thiên rồi nói bằng giọng cung kính hạ thần y anh có nên vào phòng làm việc của tôi ngồi một chút không không cần tôi muốn ở đây với vợ đừng cho bọn họ làm phiền tôi là được hạ thiên phất tay sau đó hắn kéo liễu vân mạn vào trong phòng làm việc được hạ thần y tôi nhất định sẽ không quấy dậy anh hà minh cung kính gật đầu lão đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hạ thiên giám đốc làm sao bây giờ một bảo vệ cẩn trọng nói. Sự việc đã xảy ra, đợi cảnh sát đến chúng ta phối hợp tốt là được. Hà Minh hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng ở đây chờ, nếu các người không có việc gì mà quấy rầy hạ thần y, đừng trách tôi không khách khí. Hà Minh cực kỳ cảm kích hạ thiên, đây là thật tình, đặc biệt là sau khi lão được biết hạ thiên cứu vu tiến lần thứ hai, như vậy lại càng cảm kích. Tuy hạ thiên ra giá cứu người là một triệu, nhưng thực tế đến bây giờ hắn còn chưa đòi tiền, điều này làm Hà Minh cảm thấy đối phương vốn cũng không phải vì tiền. Tất nhiên Hà Minh sẽ chủ động muốn trả thù lao nhưng lại sợ quấy rầy Hà Thiên, sẽ làm hắn mất hứng, vì vậy luôn chờ hắn tự mình gọi điện thoại, chứ không chủ động liên lạc với đối phương. Mọi người thấy bộ dạng của Hà Minh thì trong lòng đã hiểu, rõ ràng vị giám đốc bệnh viện đang giúp đỡ bạn trai của bác sĩ Liễu vô điều kiện. Tâm tình của Tống Liên Thành cũng rất phức tạp, lão không muốn chơi trò cao tay với Hà Minh, nhưng còn bị đánh quá thảm, nếu cứ bỏ qua như vậy rõ ràng không cam tâm. Tình cảnh chợt trở nên rằng co, tất cả mọi người đều không nói lời nào, bầu không khí có chút quỷ dị. Mãi đến khi cảnh sát xuất hiện thì bầu không khí bức bối mới bị phá tan. Ai báo cảnh sát, ai đánh người ở bệnh viện. Người dẫn đầu đội cảnh sát là Hoàng An Bình, thì ra tên bảo vệ trực tiếp điện thoại đến Cục Công an thành phố, mà bệnh viện xảy ra chuyện không may lại là chuyện lớn với cảnh sát, vì thế mà một đội trưởng đội cảnh sát hình sự như Hoàng An Bình phải đích thân chạy tới. Sau khi lãnh băng băng được điều đi làm phó cục trưởng phân cục quận Đông thì Hoàng An Bình tiếp nhận vị trí, hắn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 6. Hắn cũng rất quen thuộc bệnh viện này, vì vậy đến đây tiếp án cũng là phù hợp. Cảnh sát, là tôi báo. Tên bảo vệ bước lên phía trước. Đánh người chính là. Hoàng An Bình nhìn thấy Hà Minh thì tiến lên chào hỏi. Giám đốc Hà, Chú cũng có mặt ở đây sao? Hoàng An Bình lại quay đầu nhìn qua Tống Dũng. Anh ta là người bị đánh sao? Đúng vậy, Tống Dũng bị đánh, đánh người là bạn trai của Liễu Vân Mạn, đang ở trong phòng. Tống Liên Thành dùng giọng tức giận đón lời của Hoàng An Bình. "Đội trưởng Hoàng, cần mời anh chấp pháp công bằng, nghiêm trị hung thủ." Khụ khụ, giám đốc Tống, chú nói gì? Hoàng An Bình ho khan vài tiếng. "Chú nói đánh người là ai?" là bạn trai của Liễu Vân Mạn sao? Đúng vậy, là bạn trai của Liễu Vân Mạn. Tống Liên Thành gật đầu khẳng định. Vẻ mặt Hoàng An Bình có chút cổ quái, bạn trai của Liễu Vân Mạn, đây không phải là Hạ Thiên sao? Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của Tống Dũng, lại thấy gương mặt đối phương sưng phù, đây đúng là phong cách của Hạ Thiên. À, Giám Đốc Hà, chú có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Hoàng An Bình khẽ nói. Hạ Thiên đánh người sao? Hà Minh khẽ gật đầu. Đúng là hạ thần y, nhưng sự việc có rất nhiều người chứng kiến, cậu cứ tìm nhân chứng hỏi rõ tình huống, có lẽ Tống Dũng khiêu khích trước, vì vậy hạ thần y mới ra tay. Hoàng An Bình gật đầu, điều này thì hắn rất tin tưởng. Dù hạ thiên thường xuyên đánh người nhưng rất ít khi chủ động, bình thường đều là người khác chọc tức hắn. Tất nhiên hạ thiên cũng là người hay làm lớn chuyện, người khác chỉ chọc giận, cũng không quá mức nhưng sẽ bị báo thủ rất đau. Đội trưởng Hoàng, hung thủ đang ở bên trong sao các anh còn chưa bắt người khi thấy hoàng an bình nhỏ to trao đổi với hà minh thì tống liên thành cảm thấy không đúng lão không nhịn được phải hỏi giám đốc tống chúng tôi phá án thế nào không cần chú phải chỉ dạy hoàng an bình có chút không vui hắn vung tay mọi người tìm nhân chứng xem xét tình huống để xem có chuyện gì xảy ra vâng đội trưởng vài cảnh sát khác lên tiếng sau đó bắt đầu làm việc sự việc rất đơn giản, cũng không lâu sau Hoàng An Bình đã được biết tất cả. Lúc này hắn không nhịn được phải nhìn Tống Dũng, người này đúng là không biết sống chết, rõ ràng dám có ý với phụ nữ của Hạ Thiên, hơn nữa còn mắng chửi, nếu chỉ bị đánh gãy hai hàm răng thì vẫn còn rất may mắn. Giám đốc Tống, căn cứ theo điều tra sơ bộ thì đầu tiên Tống Dũng gây phiền phức cho Liễu Vân Mạn, còn dùng lời nói ác độc mắng cô ấy. Vì vậy mà Hạ Thiên, à, cũng là bạn trai của Liễu Vân Mạn mới ra tay đánh người. Tất nhiên cậu ta ra tay cũng hơi nặng, nhưng dù thế nào thì Tống Dũng cũng sai, nếu muốn truy cứu thì trách nhiệm của Hạ Thiên cũng không lớn, tôi thấy hai bên nên hòa giải. Hoàng An Bình hoàn toàn chưa tiến vào hỏi thăm Hạ Thiên, hắn đã nói ra một đoạn văn như vậy với Tống Liên Thành. Tống Liên Thành thiếu chút nữa đã bị chọc tức. Có người phá án như vậy sao? Các anh căn bản không đi hỏi hung thủ đã có kết luận như vậy rồi à? Tôi thấy các anh đang bao che cho hung thủ. Giám đốc Tống, chú nói vậy là sai rồi, có mấy người thừa nhận mình phạm tội. Căn cứ vào nhân chứng đứng ở đây mới là chân thật, chúng tôi đã hỏi thăm 28 người, tất cả đều nói Tống Dũng mắng chửi liễu vân mạn thậm tệ, sao nói tôi bao che cho được. Hoàng An Bình có chút mất vui. Giám đốc Tống nếu cảm thấy cảnh sát chúng tôi phá án bất công, như vậy có thể tố cáo. Anh Tống, dù Tống Dũng đi nghiệm thương cũng không tính là trọng thương, vì vậy tôi khuyên anh nên xem xét lại. Tiền thuốc mem, Trông răng của Tống Dũng, tôi có thể lấy tư cách cá nhân để trả đủ, vì vậy không nên truy cứu nữa." Hà Minh thản nhiên nói, giọng nói vô hình mang đến áp lực. Giám đốc Hà nói không sai, việc này nếu thật sự phải truy cứu, tối đa cũng chỉ bị giam vài ngày, bồi thường chút tiền thuốc là xong." Hoàng An Bình khẽ gật đầu. Nếu hai bên có thể hòa giải là tốt, đừng kéo nhau đến cục cảnh sát." Hà Minh và Hoàng An Bình kẻ sướng người họa làm đám người trong bệnh viện càng kinh ngạc sao ngay cả cảnh sát cũng đứng về phía bạn trai của Liễu Vân Mạn thế này. Tống Liên Thành chỉ cảm thấy rất bức bối, lão rất muốn nổi giận nhưng nghĩ lại mà nhịn xuống. Trong bệnh viện này, Hà Minh là đại ca, nếu đắc tội với Hà Minh thì lão và con trai sau này cũng khó sống. Mà xem cảnh sát cũng bao che cho tên khốn kia, chỉ sợ cũng không bị nhốt vào nhà giam, nếu náo loạn thì được không bù mất. Nếu giám đốc Hà và đội trưởng Hoàng đều đã nói như vậy, thôi thì cứ như thế mà làm. Tống Liên Thành khẽ cắn môi. Trước tiên tôi đưa Tống Dũng đi trước. Tống Dũng muốn kêu gào lên nhưng Tống Liên Thành đã trợn trừng mắt. Sau đó lão kéo tay con. Đi, đi điều trị. Nhìn Tống Liên Thành và Tống Dũng bỏ đi mà Hoàng An Bình cũng khẽ thở phào. Việc này nếu náo loạn đến cục cảnh sát với bối cảnh của Hạ Thiên thì tất nhiên sẽ dễ dàng thu phục. Chỉ sợ làm như vậy thì chính Hoàng An Bình cũng rất ngại. Này, giám đốc Hà, Hạ Thiên đang ở bên trong sao? hoàng an bình chỉ vào phòng làm việc của liễu vân mạn cửa đã sớm đóng lại vì vậy ở bên ngoài không thấy tình huống bên trong a à, hạ thần y đang ở bên trong hà minh khẽ gật đầu vấn đề liễu vân mạn là bạn gái của hạ thiên điều này làm hà minh rất khó hiểu trước kia nghe nói kiều tiểu kiều là hôn thê của hạ thiên trước đó lại nghe vô tiến nói lãnh băng băng là bạn gái của hạ thiên bây giờ lại có liễu vân mạn hình như mức độ tìm bạn gái của hạ thần y cũng không thua kém gì trình độ y thuật Hoàng An Bình đang định đi vào chào hỏi thì có một y tá vội vàng chạy đến. "Giám đốc, không tốt rồi, có người muốn nhảy lầu." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 308, đổi nơi nhảy lầu. Khi nghe nói có người muốn nhảy lầu thì vẻ mặt Hà Minh chợt biến đổi, lão vội vàng hỏi. "Ai muốn nhảy lầu, nhảy ở đâu?" "Giám đốc, là Giang Tiểu Nhu, cô ấy đang ôm con ngồi ở phòng khám trên lầu." Hình như cô ấy muốn ôm con nhảy xuống. Y tá vội vàng nói. Hà Minh nghe thấy như vậy thì vẻ mặt biến đổi, nhưng lão còn chưa kịp nói gì thì Liễu Vân Mạn đột nhiên mở cửa chạy ra, nàng vội vàng hỏi. Cô nói gì? Giang Tiểu Nhu muốn ôm con nhảy lầu sao? Đúng vậy, bác sĩ Liễu, chị đi xem một chút, có lẽ còn khuyên được cô ấy thay đổi ý nghĩ. Y tá vội vàng gật đầu. Mau đưa tôi đi. Liễu Vân Mạn kéo tay y tá bỏ chạy. Hà Minh cũng chạy theo, Hoàng An Bình cũng dẫn theo vài tên cảnh sát thủ hạ chạy lên phóng khám ở trên lầu. Sự việc này vốn là của cảnh sát, bọn họ có mặt ở đây, tất nhiên phải đến. Lúc này dưới khu nhà bệnh viện đã tụ tập rất nhiều người, ai cũng ngẩng đầu lên nhìn, mọi người cùng chỉ trỏ rồi nghị luận. Trên sân thượng là một người phụ nữ ôm một đứa trẻ trong lòng, nhìn tư thế thì hình như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Liễu Vân Mạn đứng phía xa thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi nóng lòng, dù nàng không thấy quá rõ ràng nhưng hình ảnh của người phụ nữ kia rất quen thuộc, đứng xa cũng có thể nhận ra. Đây là Giang Tiểu Nhu, mà đứa bé trong lòng chính là con trai 5 tuổi của nàng, là Trương Hạo. Liễu Vân Mạn đi làm ở bệnh viện phụ nhất đã được 5 năm, cũng có 4 năm có quan hệ với mẹ con Giang Tiểu Nhu, đồng thời cũng rất đồng tình với tình cảnh của hai mẹ con nhà này. 10 năm trước, khi Giang Tiểu Nhu mới 18 tuổi, nàng vào làm công nhân trong một nhà máy ở Giang Hải sau đó quen biết bảo vệ nhà xưởng là trương thiết hai người có thể nói là vừa gặp đã yêu trương thiết là bộ đội mới xuất ngũ tuy không tính là anh tuấn nhưng lại cao lớn khôi ngô làm giang tiểu nhu rất an tâm giang tiểu nhu thì thanh xuân xinh xắn điều này càng làm cho trương thiết hận không thể đặt trong lòng bàn tay để sủng ái cứ như vậy mà hai người mến nhau không lâu sau bắt đầu có ước mơ tương lai tốt đẹp tuổi trẻ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào giang tiểu nhu không có kinh nghiệm cũng không chú ý đến biến hóa thân thể. Mãi đến ngày tăng ca đến đêm khuya, sau đó đột nhiên té xỉu, đến khi đưa vào bệnh viện được bác sĩ nói nàng đã mang thai, không may nàng té xỉu lại xảy thai. Những năm sau đó Giang Tiểu Nhu có 4 lần xảy thai, sau đó khi mang thai nàng quyết định không đi làm, ở nhà an tâm tĩnh dưỡng. Cuối cùng nàng cũng sinh được một đứa bé trai, cũng không xảy thai, nhưng khi có thai được 8 tháng thì con đã sớm sinh ra, mà đứa bé này chính là Trương Hạo. Khi Trương Hạo vừa sinh ra thì Giang Tiểu Nhu cũng không phát hiện con của mình có gì đó không đúng, mãi đến khi một tuổi mà con chưa thể tự ngồi vững nàng mới đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả thiếu chút nữa làm nàng tan vỡ, Trương Hạo vì sinh non mà phát triển bất thường, não co quắp, có hề cả đời này đều không thể đi đứng bình thường. Giang Tiểu Nhu không muốn buông tay, 4 năm qua nàng luôn mang theo con đến bệnh viện trị liệu. Đến bây giờ đã là 5 năm nhưng tình huống của Trương Hạo cũng giảm bớt khá nhiều, nhưng Liễu Vân Mạn không thể ngờ, giang tiểu nhu lại muốn ôm con nhảy lầu đừng làm việc thiếu suy nghĩ liễu vân mạn đứng bên dưới mà trong lòng thầm cầu nguyện nhưng đúng lúc này đám người vây quanh đã hô lên kinh hoàng liễu vân mạn vô thức ngẩng đầu lên nhìn vì vậy mà không khỏi hô lên không nên nhảy nhưng đã quá muộn khoảnh khắc khi liễu vân mạn nhìn lên thì giang tiểu nhu đã ôm con bước qua lan can và nhảy xuống đám người tụ tập ở bên dưới vội vàng lui về phía sau ai cũng sợ bị người nhảy lầu đập vào người. Trên báo đài thường hay đưa tin có người nhảy lầu nện chết kẻ đi ngang bên dưới, bọn họ cũng không muốn xui xẻo như vậy. Liễu Vân Mạn không khỏi quay đầu nhìn ra chỗ khác, nàng không muốn tận mắt nhìn thấy tình cảnh thảm thiết khi Giang Tiểu Nhu rơi xuống. Vài chục giây sau, Liễu Vân Mạn giống như vượt qua một thời điểm cực kỳ buồn chán, nhưng nàng cũng cảm thấy có gì đó quái lạ, đã lâu như vậy sao chưa có ai ẩm ý? Sao không có chút động tính gì? Sao còn chưa chết? Kỳ quái, không có việc gì, các người có thấy chuyện gì xảy ra không? Hình như có người chụp được người phụ nữ kia. Sao có thể như vậy được? Liễu Vân Mạn đột nhiên nghe thấy tiếng nghị luận, nàng vội vàng xoay người, sau đó phát hiện Giang Tiểu Nhu đang ôm con đứng ở phía bên kia, vẻ mặt mê man giống như chẳng biết có chuyện gì phát sinh. Liễu Vân Mạn còn nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc ở bên cạnh Giang Tiểu Nhu, đó lại là Hạ Thiên. Liễu Vân Mạn lập tức hiểu ra. Người cứu Giang Tiểu Nhu là Hạ Thiên, ngoài hắn ra cũng không còn ai có bản lĩnh đó. Tôi, tôi còn sống sao? Giang Tiểu Nhu lẩm bẩm nói, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Là cậu cứu tôi. Hạ Thiên còn chưa nói thì Giang Tiểu Nhu đột nhiên giống lên. Sao cậu lại cứu tôi? Sao không cho tôi chết đi? Liễu Vân mạn vội vàng chạy đến, nàng đang định khuyên Giang Tiểu Nhu thì đã nghe thấy một giọng nói bất mãn. Ai không cho cô chết? Bây giờ cô có thể chết? Tôi chắc chắn sẽ không cản, tôi cứu cô chẳng qua chỉ không muốn vợ mình bị hù chết mà thôi. Cô đúng là đáng chán ghét, cô muốn tìm chết, cần gì phải nhảy lầu, hơn nữa lại nhảy lầu trước mặt vợ tôi. Bây giờ cô đi chỗ khác mà nhảy, chỉ cần vợ tôi không nhìn thấy, tôi tin chắc sẽ không cứu cô, cô đi đi, đi xa một chút. Đám người bàng quan không biết nói gì hơn, lý do cứu người của tên kia quá kỳ quái, càng kỳ quái là vừa cứu người nhưng bây giờ lại nói người ta đi tìm chết, có kẻ cứu người như vậy sao? Giang Tiểu Nhu vừa mới nổi giận nhưng nghe nói như vậy cũng choáng váng, điều này, người này nói gì vậy? Nàng nhảy lầu cũng phải đổi chỗ sao? Cũng may lúc này Liễu Vân Mạn cũng có cơ hội lên tiếng, nàng nhìn Giang Tiểu Nhu, giọng nói có chút trách cứ. Giang Tiểu Nhu, sao chỉ có thể làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy? Sao lại nhảy lầu? Bác sĩ Liễu, tôi, tôi thật sự không thể chịu nổi, ngày hôm qua tôi thấy một bản tin, có một người phụ nữ dìm chết đuối hai đứa con của mình, cô ấy đã nhịn vài chục năm, cuối cùng cũng không thể chịu đựng khổ cực. Tôi, tôi cần gì phải cho Tiểu Hạo tiếp tục sống để chịu khổ. Không bằng tôi và nó cùng đi, kiếp sau có lẽ nó sẽ tìm được một gia đình khá giả. Giang Tiểu Nhu thấy Liễu Vân Mạn thì giống như thấy thân nhân, nàng nói và lập tức nghẹn ngào, nước mắt cũng không ngừng chảy. Giang Tiểu Nhu, những năm này không phải bệnh tình của Trương Hạo đã khá hơn rồi sao? Hơn nữa bây giờ không chữa trị được, cũng không phải tương lai không chữa được, chỉ phải có lòng tin, không nên làm chuyện điên rồ. Liễu Vân Mạn tiếp tục khuyên Giang Tiểu Nhu. Hạ Thiên ở bên cạnh cảm thấy có chút nhàm chán. Chị Vân Mạn, cô ấy muốn tìm chết thì cứ tự nhiên, cũng không cần khuyên. Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, em có sao không? Đúng lúc này một người đàn ông hơn 30 và khá khôi ngô lao đến, hắn dùng tay ôm lấy Giang Tiểu Nhu. Khi thấy người đàn ông kia chạy đến thì Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nàng biết rõ người này, người này chính là chồng của Giang Tiểu Nhu, là Trương Thiết. Bây giờ có mặt Trương Thiết, chắc chắn Giang Tiểu Nhu sẽ không còn vấn đề gì. Trương Tiên Sinh, cố gắng quan tâm đến vợ mình, đừng để cô ấy tiếp tục suy nghĩ nguyên man. Anh nên tin vào tôi, Trương Hạo nhất định sẽ khá hơn. Liễu Vân Mạn khẽ thở dài nói, bệnh bại não cũng không biết đã làm suy sụp bao nhiêu gia đình rồi. Cảm ơn bác sĩ Liễu. Người đàn ông dùng ánh mắt cảm kích nhìn Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Thiết, người này đúng là không ra gì, nếu không thì sao vợ lại phải đi nhảy lầu. Tiểu Nhu, chúng ta về thôi. Trương Thiết dùng một tay ôm con, một tay ôm vợ muốn bỏ đi. Bây giờ có quá nhiều người vây quanh, còn có nhiều người chỉ trỏ, điều này làm cho Trương Thiết không thoải mái. Đi nhanh, lần sau nhớ đổi địa điểm mà nhảy lầu. Hạ Thiên tất nhiên ước gì Giang Tiểu Nhu đi cho nhanh, vì vậy hắn cũng thúc giục. Nhưng Hạ Thiên nói ra những lời này làm cho Trương Thiết nổi giận, hắn đột nhiên xoay người nhìn Hạ Thiên. Cậu nói gì? Lỗ tai có vấn đề à? Hèn gì vô dụng như vậy? Hạ Thiên bĩu môi. Cậu muốn gây sự phải không? Trong mắt Trương Thiết bắn ra hai luồng hàn quang. Hạ Thiên, đừng làm rộn. Liễu Vân Mạn thấy tình huống không đúng thì vội vàng khuyên Hạ Thiên, sau đó nở nụ cười xấu hổ với Trương Thiết. Thật xin lỗi, Trương Tiên Sinh, bạn trai của tôi nói chuyện không dễ nghe, anh bỏ quá cho. Chị Vân Mạn, cần gì phải xin lỗi loại người này? Vợ muốn nhảy lầu thì chứng tỏ chồng vô dụng, đây rõ ràng là người chẳng ra gì. Hạ Thiên có chút mất hứng, sao vợ hắn phải xin lỗi người này? Trương Thiết dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, nếu không phải hắn đang một tay ôm con một tay ôm vợ thì nhất định sẽ ra tay với thằng khốn này. Nể mặt bác sĩ liếu, tôi không so đo với cậu, nhưng nếu cậu còn ăn nói lung tung đừng trách tôi không khách khí trương thiết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên trên người mơ hồ bùng ra sát khí ngu ngốc ai muốn anh khách khí hạ thiên có chút khó chịu nếu không phải đối phương đang ôm con và vợ thì hắn đã đá văng đi rồi chẳng qua hắn không muốn ức hiếp những đứa trẻ trương thiết nghe nói như vậy thì càng tức giận nhưng đúng lúc này bên cạnh lại vang lên một âm thanh này trương thiết có vẻ tức tối nhỉ trương thiết nhìn lại vẻ mặt hắn chợt biến đổi đội trưởng Hoàng, anh hiểu lầm rồi, tôi không muốn gây chuyện, chỉ muốn đưa vợ về nhà thôi. Muốn đưa vợ về nhà cũng không có vấn đề, nhưng trước khi đưa vợ về anh phải đến cục cảnh sát một chuyến. Người nói là Hoàng An Bình, rõ ràng hắn cũng biết Trương Thiết. Đội trưởng Hoàng, chúng tôi nào có phạm vào chuyện gì? Vẻ mặt Trương Thiết chợt biến đổi. Có phạm tội hay không, cứ đến cục cảnh sát tôi sẽ nói rõ. Hoàng An Bình nhìn chằm chằm vào Trương Thiết. Tôi hy vọng anh phối hợp một chút. Chương 309, điệu múa mê người. Trong mắt Trương Thiết tràn đầy vẻ tức giận, hắn biết rõ Hoàng An Bình chủ tâm đến gây phiền phức cho mình, nhưng vì có vợ mà hắn cuối cùng cũng gắng nhịn cơn tức. "Đội trưởng Hoàng, nếu anh đã yêu cầu như vậy thì tôi sẽ phối hợp." Trương Thiết mở miệng nói. "Vậy thì tốt, đi thôi." Hoàng An Bình rất thỏa mãn. Hoàng An Bình bắt chuyện với Hạ Thiên rồi dẫn Trương Thiết đi, nhân vật nhảy lầu đã bỏ đi. Tất nhiên đám người đến xem náo nhiệt cũng tản ra rất nhanh. Còn vị giám đốc bệnh viện phụ nhất cũng thở vào một hơi, nếu có người nhảy lầu trong bệnh viện, như vậy lão còn ngồi vững ở vị trí hay không cũng khó nói. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui sướng, người quấy rối đã bỏ đi, hắn có thể cùng Liễu Vân Mạn quay về thế giới riêng của hai người. Cả buổi chiều cũng không có chuyện gì khác phát sinh, Hạ Thiên ở trong phòng làm việc của Liễu Vân Mạn nửa ngày trời, nửa ngày này cũng làm cho cả bệnh viện biết Liễu Vân Mạn có bạn trai không những chỉ là như vậy người đàn ông này có vẻ rất lợi hại đánh gãy sạch răng của tống dũng đây là con của phó giám đốc bệnh viện như vậy mà giám đốc bệnh viện vẫn rất cung kính với hắn khi thấy bộ dạng khổ sở của tống dũng thì những bác sĩ trước đó có ý với liễu vân mạn đều buông tha ý nghĩ của mình đến lúc này liễu vân mạn cũng coi như hoàn thành mục tiêu liễu vân mạn nhanh chóng tan tầm sau đó nàng hỏi hạ thiên chút nữa chúng ta đi đâu dùng cơm đây chị vân mạn tối nay tôi sẽ không dùng cơm với chị được, tôi còn có chuyện. Hạ Thiên nói, hắn thật sự có chuyện, hắn muốn đến xem một hàm múa thoát y, sau đó ăn luôn vợ tóc vàng xinh đẹp. Như vậy thì tôi phải về rồi. Liễu Vân Mạn có chút thất vọng nhưng sau đó lại khẽ thở dài, cả buổi chiều người này ở đây không chút thành thật, nếu nàng đưa hắn về nhà thì sợ rằng sẽ bị đối phương ăn sạch. Tuy chuyện bị đối phương ăn sạch cũng khó tránh khỏi, nhưng nàng luôn lo lắng và căng thẳng, bây giờ nàng biết đêm nay mình an toàn, tất nhiên sẽ không còn căng thẳng. Hai người cùng nhau đi ra cổng chính bệnh viện, sau đó chia ra mỗi người một ngã. Xe của Liễu Vân Mạn bị tai nạn mà hư hại, khi nàng định lấy xe chạy về nhà mới chợt nhớ ra vấn đề này, nhưng nàng cũng còn chưa nghĩ ra, vì sao cảnh sát giao thông còn chưa đến tìm mình. Nếu theo tình huống thông thường, cảnh sát giao thông có thể từ biển số xe mà kiểm tra được tên tuổi của Liễu Vân Mạn, sau đó sẽ liên lạc đáng lý ra phải sớm liên lạc mới đúng nhưng thực tế đến bây giờ vẫn chưa thấy gì, không có ai đến tìm nàng vì vụ tai nạn trước kia, giống như chưa từng có vấn đề gì phát sinh. Khi Liễu Vân Mạn đang nghĩ đến vấn đề này thì điện thoại đã vang lên, nàng lấy ra xem, là một dãy số lạ. "Chào, xin hỏi là tìm ai?" Liễu Vân Mạn nhanh chóng nhận điện thoại. "Tất nhiên là tìm bạn." Một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ ngay sau đó nàng khẽ nói. Isabella, sao lại là bạn? Thế nào, bạn không hy vọng mình điện thoại đến sao? Isabella cười hì hì trong điện thoại. Này Vân Mạn, lúc này hai người mới tách ra, mới đó mà đã nghĩ đến hắn rồi sao? Isabella, bạn đừng chọc ghẹo lung tung. Liễu Vân Mạn sẵn giọng, ngay sau đó nàng lại cảm thấy không đúng. Sao bạn biết mình và Hạ Thiên vừa tách ra? Hi hi, bạn xoay người lại xem, có thấy một chiếc Audi TT cách mình 100 mét không? Isabella cười hì hì hỏi. Liễu Vân Mạn xoay người nhìn về phía trước, nơi đó là một chiếc Audi TT màu trắng. Đúng lúc này có một cánh tay trắng nõn thò ra từ cửa sổ rồi vẫy tay. Liễu Vân Mạn mỉm cười, nàng có chút trần trừ nhưng cũng đi đến. Khi nàng đi đến bên cạnh thì cửa xe tự động mở ra, lúc này nàng ngồi vào không chút trần trừ, vì nàng thấy người ngồi bên trong đúng là Isabella. Isabella, bạn đến từ khi nào? Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Đến tìm bạn. Isabella cười hì hì, nàng vẫn ăn mặc như cũ, không khác biệt gì với lần trước, vẫn mát mẻ gợi cảm. Sao cậu còn dám quay lại? Cậu không phải. Liễu Vân Mạn hỏi một nửa nhưng không tiếp tục. Isabella cắt ngang lời. Không phải cái gì, siết người sao? Hi hi, Vân Mạn, yên tâm, mình sẽ không dẫn đến phiền toái cho bạn. Isabella, mình không sợ bạn đưa đến phiền toái, mình biết bạn bị truy nã, bây giờ bạn lại đến đây, không phải rất nguy hiểm sao?" Liễu Vân Mạn vẫn còn quan tâm đến người bạn này. "Hi hi, yên tâm đi, đám cảnh sát kia không bắt được mình." Isabella ra vẻ không quan tâm. "Vân Mạn, đêm nay mình ở nhà bạn nhé." "Được rồi." Liễu Vân Mạn đầu tiên có chút ngẩn ngơ, sau đó nàng gật đầu. "Hi hi, Vân Mạn, vẫn là bạn tốt, chúng ta về nhà trước." Isabella cười hì hì, nàng khởi động xe chạy về phía khu dân cư danh điển. Hạ Thiên vừa đi vừa lấy điện thoại ra, hắn chuẩn bị điện thoại cho Mộc Hàm, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là Mộc Hàm gọi đến. Không hổ danh là vợ tôi, biết mình muốn tìm nên gọi tới. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn nhận điện thoại. Vợ, chị ở đâu? Chồng, tôi đã đến khách sạn, là căn phòng ở khách sạn Khải Duyệt mà lần đầu tiên mình gặp mặt. Mộc Hàm nói rất quyến rũ. Cậu ở đâu, có cần tôi chạy xe đến đón không? Không cần, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì chạy vội. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến khách sạn Khải Duyệt, hắn đi đến phòng 1208, sau đó gõ cửa. Vợ, mở cửa mau. Cửa phòng mở ra rất nhanh, Mộc Hàm mặc áo tắm xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nàng cười quyến rũ. Chồng, vào nhanh. Hạ Thiên lóe lên rồi vào phòng, mộc hàm đóng cửa sau đó xoay người kéo tay hạ thiên nàng kéo hắn vào trong phòng nơi đó có một bàn ăn nho nhỏ trên bàn là một chai rượu đỏ có hai phần bò bít tết trong cậu đã ăn tối chưa? mộc hàm kéo tay hạ thiên ngồi xuống bên cạnh bàn chúng ta ăn gì đó trước nhé hạ thiên nhìn chằm chằm vào mộc hàm sau đó hắn chừng mắt cười hì hì nói vợ tôi còn chưa ăn gì vì vậy mới đến đây ăn chị gương mặt mộc hàm có chút ngại ngùng nàng nở nụ cười quyến rũ với hạ thiên chồng người ta phải ăn một chút mới có sức khiêu vũ cho cậu xem hạ thiên suy nghĩ lại sau đó hắn cảm thấy mộc hàm nói rất đúng vì vậy gật đầu vợ ăn nhiều một chút cũng nên ăn luôn phần của tôi mộc hàm có chút dở khóc dở cười nàng chẳng qua chỉ muốn có một bữa tối lãng mạn sau đó thì trao thân cho hắn nhưng đối phương lại chẳng hiểu phong tình như vậy sao chồng mình tôi cũng không ăn hết nhiều như vậy cậu ăn cùng với tôi nhé mộc hàm chỉ phải bày ra thần công làm núng vô địch thiên hạ lúc này nàng cũng làm đúng phương pháp nhưng cũng phát huy được hiệu quả tuyệt vời hạ thiên vừa dùng bò bít tết vừa nhìn mộc hàm phong tình vô hạn ở bên cạnh đối với hắn thì người đẹp tóc vàng quyến rũ tuyệt vời kia mới là bữa tối ngon ngọt không biết có phải ánh mắt sáng quắc của hạ thiên nhìn chằm chằm vào người hai vì rượu đỏ gương mặt trắng nõn của mộc hàm ngày càng đỏ hồng kiểu diễm ướt át như hoa hải đường cặp mắt đẹp cũng dần trở nên mê ly. Lúc này mỗi cái nhân mày, mỗi nụ cười của nàng đều cực kỳ hấp dẫn, đều trở nên xinh đẹp mê người. Chồng, chúng ta uống một ly. Mộc hàm thản nhiên cười với Hạ Thiên, nàng nâng ly, bình rượu đã cạn, trong ly chính là những giọt rượu cuối cùng. Mộc hàm khẽ cụm ly rồi ngửa cổ chậm rãi rót rượu vào cuống họng, sau đó nàng buông ly chậm rãi đứng lên, nàng kéo hai sợi dây buộc áo tắm phủ lên người, áo tắm chậm rãi chảy xuống, trên người nàng chỉ còn lại hai mảnh áo tắm ít ỏi. Thân thể mộc hàm chợt chuyển động rất có tiết tấu, tuy cũng không phải múa thoát y như ý muốn của Hạ Thiên, nhưng những động tác của nàng vẫn rất hấp dẫn, mỗi hành động đều làm người xem thất hồn lạc phách. Trong lúc múa, mộc hàm biểu hiện tất cả những nét tươi đẹp nhất của thân thể mình trước mắt Hạ Thiên. Mộc hàm vừa nhảy vừa chậm rãi lui ra phía sau, vô tình đã lui ra gian ngoài, Hạ Thiên cũng tự nhiên đứng dậy đi theo. Mộc hàm nhảy quá đẹp, điều này làm hắn kìm lòng không được. Trông, đẹp không? Mộc hàm khẽ thở gấp, gương mặt xinh đẹp tuyệt vời đã lấm chấm những hạt mồ hôi tinh tế. Rõ ràng múa rất đẹp nhưng cũng làm nàng tốn nhiều thể lực. Đét, một âm thanh trong trẻo vang lên, mộc hàm cảm thấy bờ mông truyền đến cảm giác đau đớn. Trông, sao lại đánh tôi? Mộc hàm cảm thấy rất uất ức. Nàng đã cố gắng múa một bài mà trước nay chưa từng có ai được xem, nàng tin Hạ Thiên sẽ rất tán thưởng hạ thiên một tay ôm lấy eo mộc hàm một tay vung lên rồi hạ xuống trên cặp mông đầy co giãn sau đó hắn nói vì chị nhảy quá đẹp mộc hàm cảm thấy rất uất ức chồng nhảy đẹp sao còn đánh tôi dù đây không phải múa thoát y nhưng không đợi một lúc nữa tôi múa thoát y cho em sao tốt vậy thì múa đi đến bây giờ chị mới chịu nhảy cho tôi xem tất nhiên phải đánh hạ thiên nói rất hùng hồn sau đó bàn tay lại rơi xuống mông mộc hàm Mộc Hàm xem như hiểu rõ, thì ra chồng thích vỗ mông nàng, cũng không biết có yêu thích gì khác nữa không. Chồng, đừng đánh nữa, bây giờ người ta múa thoát y cho cậu xem. Mộc Hàm nũng nịu năn nỉ. Đét, lại một bàn tay vỗ xuống nhưng lần này rất nhẹ, bàn tay rơi xuống cũng không bỏ đi. Đúng lúc này bên tai Mộc Hàm vang lên âm thanh của Hạ Thiên. Lúc này múa thoát y, để tôi giúp chị nhảy bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên liên tục xoa bóp qua lại trên cặp mông vỉnh của Mộc Hàm, ngay sau đó nàng cảm thấy chút phải ít ỏi che trên mông đã rơi xuống, một bàn tay nóng bỏng còn lại đã phủ lên bộ ngực sữa cao vút, đang liên tục xoa bóp. Âm ầm, tiếng đập cửa dữ dội chợt vang lên. Chương 310, ăn Mộc Hàm. Tiếng đập cửa vang lên quá đột nhiên làm Mộc Hàm ngây người, đúng lúc này Hạ Thiên đã kéo mảnh vải trước ngực nàng, lúc này thân thể nàng đã không còn gì che chắn trước mặt hắn. Hạ Thiên nhìn thân thể quen thuộc mà ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng, bây giờ hắn phải hưởng thụ bữa tiệc tuyệt vời này mới được. Âm âm, tiếng đập cửa ngày càng lớn, nghe giống như có người dùng chân đá vào cửa, bên ngoài còn vang lên một giọng nói thiếu kiên nhẫn. Mở cửa, cảnh sát đây. Trông, trước tiên ra xem có chuyện gì đã, nếu không bọn họ sẽ phá cửa. Mộc hàm khẽ nói, bây giờ nàng không còn mảnh vải che thân, nếu có người tiến vào sẽ lỗ lớn hạ thiên nghe nói như vậy thì bế mộc hàm đi đến bên giường hắn đặt nàng lên giường sau đó kéo chăn che giấu thân thể tuyệt vời hắn không muốn vợ bảo bối của mình bị kẻ khác nhìn vì vậy trước khi đi giải quyết phiền toái phải che giấu cho tốt vợ chờ tôi đuổi đám người kia đi tôi sẽ quay lại ngay hạ thiên nói với mộc hàm một câu sau đó thân thể lóe lên đi đến bên cửa hạ thiên mở cửa và thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài một viên cảnh sát xuất trình giấy chứng nhận nói Chúng tôi là tổ truy quét tệ nạn ở phân cục quận Đông, có người tố cáo trong phòng đang có hoạt động mua bán dâm. Cút. Hạ Thiên cắt đứt lời nói của đối phương. Hai tên cảnh sát đầu tiên có chút sững sờ, ngay sau đó đã nổi giận. Mày nói gì? Mở cửa, chúng tao muốn vào điều tra. Hai cảnh sát hầu như cùng quát lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên không muốn nói nhảm với hai tên cảnh sát quấy rối, hắn vung hai nắm đấm rồi đánh ra như chớp, hai nắm đấm trúng đầu hai tên cảnh sát hai tên cảnh sát kêu lên đau đớn rồi bật ngửa cả hai ngã xuống hôn mê bất tỉnh ngu ngốc hạ thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai tên cảnh sát đã chết ngất sau đó hắn đóng cửa phòng lách mình đến bên giường hắn nhấc chân lên bữa tối với đầy đủ núi đồi thung lũng đang chờ đợi bên dưới hạ thiên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình hắn nhào lên người mộc hàm sau đó chuyên chú hưởng dụng bữa tối trước tiên nhai nuốt hai cái bánh bao lớn căng tròn mềm mại sau đó hưởng dụng làn da thơm mịn trắng tinh tươm, những hương vị tuyệt vời làm hắn khó thể ngừng lại. Một tình cảnh hoạt động dữ dội chợt xuất hiện, đầy đủ âm thanh mê người rộn rã, hơn nữa còn kéo dài thật lâu không dứt. Khu dân cư cảnh huyền. Lãnh băng băng về đến nhà thì phát hiện em họ còn chưa quay về, nàng muốn điện thoại tìm Hạ Thiên, khi lấy điện thoại ra thì có người gọi đến, đó là thủ hạ của nàng, là đội trưởng đồng giang đội cảnh sát hình sự. Có chuyện gì? lãnh băng băng nhận điện thoại rồi mở miệng hỏi cục trưởng lãnh có chuyện muốn báo cáo giọng điệu của đồng giang trong điện thoại cực kỳ khách khí nói đi lãnh băng băng nói là thế này trong cục nhận được tin báo nói có người mua bán dâm ở khách sạn khải duyệt sau đó đội tệ nạn xã hội đã phái hai người qua cũng không ngờ hai người kia bị người ta đánh ngất xỉu bây giờ đội tệ nạn xã hội đang phái thêm người đến thuận tiện điều tra toàn bộ khách sạn khải duyệt không biết cục trưởng thấy như vậy có thích hợp không đồng giang nhanh chóng nói ra nguyên nhân sự việc lãnh băng băng khẽ nhíu mày anh nói có vụ mua bán dâm người của tổ tệ nạn xã hội lại bị đánh ngất sao phán đoán sơ bộ là như vậy nhưng hai cảnh sát kia còn chưa tỉnh lại vì vậy còn chưa biết được tình huống cụ thể khi bảo vệ khách sạn phát hiện ra thì bọn họ đã ngất xỉu trong hành lang đồng giang trả lời đã làm rõ thân phận của người tình nghi chưa lãnh băng băng sinh ra một loại dự cảm quái dị, sao tình hình nghe có vẻ không đúng như vậy. Đồng Giang nhanh chóng trả lời. Cục trưởng cũng chưa rõ ràng, nhưng người đặt phòng tên là Mộc Hàm, nghe nói có mái tóc màu vàng. Cái gì, Mộc Hàm sao? Lãnh băng băng cắt ngang lời Đồng Giang. Anh xác nhận đó là Mộc Hàm sao? Gian phòng kia có phải là 1208 không? Đồng Giang chợt ngây người. Cục trưởng, sao chị biết? Hừ, Đồng Giang, anh nói tổ tệ nạn xã hội khoan hãy hành động, đợi lệnh của tôi." Lãnh Băng Băng nói ngay, sau đó nàng cúp điện thoại và bấm số Hạ Thiên. Trong khách sạn, Mộc Hàm đang khẽ cầu xin. "Chồng, có thể cho người ta nghỉ ngơi một chút được không? Ư." Ừ. Tuy Mộc Hàm là đặc công, tốt chất thân thể rất tốt, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên, sao có thể chịu đựng được sự vô độ của Hạ Thiên? Hạ Thiên tạm thời ngừng hoạt động thân dưới, hắn cúi đầu ăn bánh bao lớn đúng lúc này chuông điện thoại đã vang lên. Ông xã, điện thoại kia, ông xã, điện thoại kia. mục hàm nghe được giọng nói của Kiều Tiểu Kiều mà sinh ra cảm giác quái dị, giống như hai bên đang vụng trộm với nhau. Hạ Thiên cuối cùng cũng ngừng ăn bánh bao, hắn cầm điện thoại, sau đó bắt máy. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, nhớ tôi không? Mộc hàm rất muốn bóp chết Hạ Thiên, người này đang nằm trên người mình, thậm chí còn chưa rút ra khỏi người nàng, bây giờ lại cợt nhả với lãnh băng băng qua điện thoại. Trách không được tôn hình hình nghi ngờ hắn thích lãnh băng băng nhất, bây giờ nàng cũng sinh ra cảm giác như vậy. Không, lãnh băng băng tức giận nói, nàng nghĩ Hạ Thiên có tám phần đang chơi bời với Mộc hàm trong khách sạn, vì vậy mà trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Nàng khẽ cắn răng rồi nói. Có phải cậu và Mộc Hàm đang ở khách sạn Khải Duyệt không? Đúng vậy, vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị muốn đến đây sao? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Lúc này Mộc Hàm không nhịn được phải véo lên người Hạ Thiên rồi khẽ lắc không bóp chết thứ gì đó, tên khốn này rõ ràng có ý muốn kéo Lãnh Băng băng đến chơi tay đôi. "Không qua." Lãnh Băng băng tức giận trả lời, sau đó nàng tiếp tục hỏi. "Vậy cậu vừa đánh hai cảnh sát phải không?" "Đúng vậy, bọn họ rất phiền toái, tôi đã bảo bọn họ đi ra, bọn họ không chịu, như vậy chỉ còn cách đánh cho ngất xỉu." Hạ Thiên thành thật trả lời cậu chỉ mang đến phiền toái cho tôi." Lãnh Băng Băng tức giận nói, dù cảnh sát thật sự đến tìm phiền toái, hắn không biết điện thoại cho nàng à? Sao lại trực tiếp đánh người? Đúng là cả ngày chỉ biết đánh đấm. "Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chỉ có phiền toái gì sao? Nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp chị giải quyết." Hạ Thiên Vội vàng nói. Khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng cũng không biết nói gì, sao nàng lại gặp phải một tên đàn ông thế này, rõ ràng tự đưa đến phiền toái còn không biết xấu hổ nói sẽ giải quyết cho nàng thôi bỏ cậu cứ chậm rãi ở đó mà chơi bời với mộc hàm lãnh băng băng nói một câu tức giận rồi cúp điện thoại vợ cảnh sát tỉ tỉ hình như lại ghen hạ thiên lầm bầm nhưng lúc này hắn cũng không thể nào đến nghiệm chứng xem lãnh băng băng có ghen hay không chồng chị cũng ghen mộc hàm dùng sức véo hạ thiên tôi sẽ kiểm chứng cho chị hạ thiên cúi đầu xuống môi lại liền môi Tình cảnh sau đó vẫn tiếp diễn, cái gì vốn hoạt động sẽ hoạt động, thứ gì cần xoa nắn sẽ được xoa nắn. Khi Hạ Thiên và Mộc Hàm còn đang vận động điên cuồng không tha cho nhau ở khách sạn thì ở khu dân cư danh diện, trong nhà Liễu Vân Mạn, Isabella nhìn vào tô mì mà phàn nàn với Liễu Vân Mạn. "Vân Mạn, đến bây giờ bạn vẫn chưa chịu học nấu ăn sao?" "Mình đang học nấu ăn, nếu bạn không sự làm vật thí nghiệm, bây giờ mình có thể chiêu đãi bạn." Liễu Vân Mạn mỉm cười nhìn Isabella. Vậy thì tôi, mình sẽ ăn mì. Isabella có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm chuột bạch của Liễu Vân Mạn. Điều này cũng không trách mình được, ai bảo bạn muốn đến làm gì. Liễu Vân Mạn nhìn Isabella. Nếu không chúng ta ra ngoài ăn. Isabella cuối cùng cũng không nói gì, đây đúng là vấn đề của nàng, nàng là tội phạm bị truy nã, nàng cần an phận, ít nhất cũng không thể tung tăng dạo chơi khắp giang hải. Isabella chút hết tất cả bất mãn của mình lên tô mì, nhưng nàng cũng lập tức phát hiện ra hương vị tô mì không tệ, xem ra Liễu Vân Mạn không có tải nấu cơm nhưng có khiếu nấu mì. Hai người giải quyết bữa tối trong thời gian vài phút, sau đó Liễu Vân Mạn mất 10 phút để thu dọn bàn ăn và dụng cụ nhà bếp, khi nàng từ nhà bế đi ra lại phát hiện Isabella nhàm chán ngồi trên ghế salon. Liễu Vân Mạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Isabella, nàng cuối cùng cũng hỏi ra những gì đang nghi ngờ. Isabella, lần này bạn đến Giang Hải làm gì? Isabella cười hì hì với Liễu Vân Mạn. Vân Mạn, yên tâm đi, lần này mình không đến để giết người. Vậy bạn đến đây làm gì? Liễu Vân Mạn tiếp tục truy vấn. Trong mắt Isabella lóe lên cái nhìn xảo quyệt. Vân Mạn, mình đến cướp chồng bạn. Cướp chồng. Liễu Vân Mạn mỉm cười ngây ngốc, nàng cũng không biết chuyện phát sinh giữa Isabella và Hạ Thiên. Hi hi, sợ chưa? Isabella có chút đắc ý. Liễu Vân Mạn nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Isabella, nếu bạn nói đến tìm Hạ Thiên, như vậy mình sẽ không lo lắng. Hi hi, bạn thật sự không sợ mình cướp hắn sao? Isabella dùng ánh mắt hứng thú nhìn Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn nhìn Isabella, nàng mỉm cười. Chỉ sợ đến lúc đó không phải bạn cướp cậu ấy, là cậu ấy cướp bạn. Isabella nghe Liễu Vân Mạn nói như vậy mà không khỏi ngây ngốc. Nàng nhớ đến buổi tối cuồng loạn với Hạ Thiên trong khách sạn. Nàng đứng trước mặt hắn thật sự không thể kháng cự, vì vậy mà phải cho hắn ăn tất tần tật. Vân Mạn, xem ra bạn cũng biết rất rõ về hắn, biết hắn thích cướp người khác làm vợ. Isabella cười với Liễu Vân Mạn. Không phải bạn cũng bị hắn cướp đấy chứ? Liễu Vân Mạn nhìn Isabella, vẻ mặt nàng có chút cổ quái. Isabella, chẳng lẽ lần này bạn đến Giang Hải vì Hạ Thiên? Tất nhiên là thật hắn chiếm tiện nghi của mình, mình phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Isabella cười hì hì. Liễu Vân Mạn cảm thấy đau đầu, Isabella này nói thật thật giả giả, đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu đối phương đến Giang Hải làm gì. Có muốn điện thoại cho Hạ Thiên không? Lúc này Liễu Vân Mạn nghĩ đến Hạ Thiên, nàng có chút do so dự, đúng lúc chuông cửa vang lên. Chương 311, gái nước ngoài nghịch súng. Mình đi mở cửa, bạn tránh mặt đi. Liễu Vân Mạn nói với Isabella, vì Isabella không những xinh đẹp mà còn là người nước ngoài, vì vậy rất dễ làm người khác chú ý. Liễu Vân Mạn ra mở cửa, nàng thấy ngoài cửa có 4 năm người đàn ông, người cầm đầu là một tên đầu bóng trên 40, vẻ mặt dữ tợn, trên cổ là một sợi dây chuyền vàng rất lớn. Phía sau tên này là những tên còn rất trẻ, đều 20 tuổi, cách ăn mặc rất quỷ dị, có lẽ là những tên côn đồ xã hội đen. Các anh tìm ai? liễu vân mạn khẽ nhíu mày tên đầu bóng nhìn liễu vân mạn ánh mắt chợt rực sáng cô là liễu vân mạn sao tôi là liễu vân mạn các anh là ai liễu vân mạn mơ hồ cảm thấy có chút quái lạ tên đầu bóng nhếch miệng cười liễu tiểu thư tôi là lưu hoàng biệt hiệu là lưu manh ca nhưng cô đừng hiểu lầm tuy tôi có vẻ hung ác nhưng không phải không là lưu manh hơn nữa còn rất nhã nhặn tên đầu bóng nói xong thì quét mắt nhìn đám lưu manh ở sau lưng các chú thấy anh nói đúng không? Đúng vậy, lưu manh ca của chúng tôi rất có văn hóa. Qua đúng, lưu manh ca có thể nói là đệ nhất tài tử thành phố Giang Hải. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, những lời này dùng để miêu tả lưu manh ca của chúng ta. Ngay cả đại ca cũng khen ngợi lưu manh ca rất có văn hóa. Đám lưu manh ở phía sau liên tục mở miệng nịnh hót lưu hoàng, mà chủ nhân được nịnh hót cũng cảm thấy lâng lâng. Thật xin lỗi, lưu tiên sinh, Tôi không quen anh." Liễu Vân mạn nhíu mày, nàng lui về phía sau một bước, định đóng cửa lại. Lưu Hoàng vươn tay giữ chặt cửa. "Liễu tiểu thư, cô không biết cũng không sao, chỉ cần theo chúng tôi đến một nơi là được." "Tôi không biết các anh, cũng sẽ không theo các anh đi đâu cả." Liễu Vân mạn có chút bất mãn. "Nếu các anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát." "Liễu tiểu thư, chúng tôi còn chưa làm gì, cô có báo cảnh sát cũng không làm gì được chúng tôi." Lưu Hoàng không chút hoang mang. Thật ra chúng tôi cũng không ác ý, chẳng qua đại ca của chúng tôi muốn tâm sự với cô mà thôi. Tôi mặc kệ đại ca của các anh là ai, tóm lại tôi không quen biết anh ta, cũng không có hứng thú nói chuyện." Liễu Vân mạn tức giận nói: "Các anh có đi hay không tôi chẳng quan tâm, nhưng tôi phải đóng cửa, anh buông tay cho tôi." Lưu Hoàng không những chẳng buông tay, ngược lại hắn còn kéo cửa, sau đó vung tay mang theo đám tiểu đệ vào phòng cuối cùng ngồi trên ghế sa lông như ở nhà mình. Các anh muốn gì? Liễu Vân Mạn có chút căng thẳng, nàng muốn đi gọi điện thoại, nhưng khi nàng đi đến bên bàn trà thì Lưu Hoàng đã vươn tay chụp lấy điện thoại của nàng. Lưu Hoàng nhếch miệng cười. Liễu Tiểu Thư, cô không cần căng thẳng, nhiệm vụ của chúng tôi là đưa cô đến gặp đại ca, vì vậy nếu cô phối hợp thì chúng tôi sẽ chẳng làm gì cả. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Liễu Vân Mạn căm giận nói, trong lòng có chút hối hận, Sớm biết thế đã không mở cửa. Trước đó nếu có người nhấn chuông cửa thì nàng sẽ nhìn qua mắt cửa mà xác định thân phận đối phương, sau khi xác nhận là người quen mới cho vào, nhưng hôm nay trong nhà có bạn, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, vì vậy mới gặp phải một đám lưu manh. Liễu tiểu thư, chúng tôi sẽ ở đây chờ, đợi đến khi cô thay đổi ý kiến, tình nguyện theo chúng tôi đến gặp đại ca mới thôi. Lưu Hoàng nói xong thì mở tivi, bộ dạng không chút hoang mang, rõ ràng là người kiên nhẫn và có học thức liễu vân mạn nghe lưu hoàng nói như vậy thì khẽ thở ra các vị cứ ngồi chơi tự nhiên tôi về phòng ngủ liễu vân mạn nói xong thì đi vào phòng ngủ tất nhiên nàng cũng không phải muốn đi ngủ chẳng qua chỉ muốn vào mượn điện thoại của isabella để gọi cho hạ thiên nàng thấy những chuyện thế này hạ thiên giải quyết rất tốt lưu hoàng nháy mắt một tên côn đồ theo sau vì vậy mà liễu vân mạn không dám tiến vào nàng không muốn isabella bị đám người này phát hiện ra nhưng đúng lúc này Isabella lại đi ra phòng ngủ. Cặp mắt đám lưu manh chợt sáng ngời, vừa rồi khi nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì tất cả đều cảm thấy hôm nay đến đây rất đáng giá, có thể được nhìn thấy siêu cấp mỹ nữ. Nhưng bây giờ bọn họ càng cảm thấy đáng giá hơn, thì ra trong phòng cũng không phải chỉ có một người đẹp, mà có hai người, điều làm cho bọn họ hưng phấn là mỹ nữ thứ hai là người nước ngoài. Nhưng đám người lập tức mất đi hưng phấn ngay lập tức, vì người đẹp nước ngoài này vừa bước ra đã mở miệng quát mắng. Các người cút ra, tôi còn phải đi ngủ." Lưu Hoàng đang thưởng thức người đẹp nước ngoài mông má xinh tươi đồng thời thầm chảy nước miếng, nhưng khi nghe thấy đối phương mở miệng thì chợt buồn bực, xem ra người nước ngoài khá nóng. "Vị tiểu thư nước ngoài xinh đẹp, thật ra tôi chỉ" Lưu Hoàng còn muốn ra vẻ nhã nhặn, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì cuối cùng đành câm lặng, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Vì lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một họng súng đen ngòm, người nắm súng chính là mỹ nữ nước ngoài. "Cút" Isabella chĩa súng ngay đầu Lưu Hoàng rồi lạnh lùng quát lớn. À, chúng tôi đi ngay, đi ngay bây giờ. Lưu Hoàng có chút kinh hoàng, mỹ nữ nước ngoài này là loại gái gì, tùy tiện cũng rút súng ra chơi đùa. Tuy hắn tự nhận mình đã thấy nhiều tình cảnh khủng bố nhưng đây là lần đầu tiên bị súng chĩa vào đầu, vì vậy mà vô tình mồ hôi tuôn ra như tắm. Lúc này Lưu Hoàng không còn quan tâm đến lời nhắn nhủ của đại ca nào cả, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Theo ông ra ngoài. Khi thấy đám tiểu đệ còn sướng sờ thì Lưu Hoàng nhịn không được phải mắng lớn, lúc này hắn đã không muốn giữ lại vẻ văn hóa. Lưu Hoàng mang theo đám tiểu đệ hoảng sợ bỏ đi, Liễu Vân Mạn cũng vội vàng đóng cửa. Cuối cùng nàng cũng khẽ thở ra nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, lần này Isabella có lộ mặt không? Isabella, bạn đi ra làm gì? Lỡ bọn họ báo cảnh sát thì sao? Liễu Vân Mạn lo lắng nói. Isabella không quan tâm Vân Mạn, đừng sợ, những người này là hắc đạo, sẽ không báo cảnh sát. Khi thấy Liễu Vân Mạn vẫn còn lo lắng thì Isabella tiếp tục an ủi. Không có gì, dù cảnh sát đến đây thì mình vẫn kịp chạy trốn. Bạn chỉ cần không nói rõ thân phận của mình, như vậy cảnh sát sẽ chẳng làm gì được. Liễu Vân Mạn suy nghĩ lại, nàng cảm thấy Isabella nói rất đúng, vì vậy mà an tâm hơn một chút. Đám lưu manh kia đã bị Isabella dọa cho sợ hãi. Liễu Vân Mạn cũng không muốn điện thoại cho Hạ Thiên. Nàng nhớ đêm nay Hạ Thiên nói có chuyện, vì vậy không muốn quấy rầy. Tất nhiên nếu Liễu Vân Mạn biết bây giờ việc chính của Hạ Thiên là hoạt động trên người của Mộc Hàm, sợ rằng sẽ điện thoại đến. Sáng sớm hôm sau, Mộc Hàm với những đường cong kinh người đang nằm sát bên người Hạ Thiên, hôm qua ác chiến cả đêm, hầu như nàng đã hao tổn tất cả thể lực. May mà có Hạ Thần Y, vì vậy những đau đớn của lần đầu tiên cuối cùng cũng bị loại trừ chồng, chúng ta đi tắm, sau đó ăn sáng. Giọng nói của Mộc Hàm lúc này rất lười biếng, tuy cả đêm không ngủ nhưng việc cần làm nhất của nàng lúc này không phải ngủ vui, nàng muốn ăn chút gì đó. Tối qua tiêu hao thể lực quá nhiều, bây giờ nàng rất đói, nếu không ăn chút gì đó thì sợ rằng sẽ rất khó ngủ. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm vào phòng tắm, sau đó cùng nàng hoạt động một lần trong nhà tắm, cuối cùng mới tắm xong và mặc quần áo tử tế ra khỏi cửa. Nhưng lúc này Mộc Hàm đã mất hết sức lực, cơ thể hơn phân nửa là tựa lên người Hạ Thiên, căn bản là Hạ Thiên ôm nàng xuống nhà hàng bên dưới. Bữa sáng là tiệc đứng, Mộc Hàm liên tiếp lấy ba phần cơm, cuối cùng mới khôi phục chút thể lực, lúc này cơn buồn ngủ cũng kéo đến như thác lũ. Khi thấy Hạ Thiên còn muốn ăn thì Mộc Hàm ngáp một cái nói. Chồng, tôi về phòng ngủ trước. À, chờ tôi với, ăn xong rồi. Hạ Thiên nói xong thì ăn như sói như hổ, chỉ sau khoảnh khắc thì tất cả đều đã sạch sẽ. Mộc hàm tuy ăn rất ngon nhưng dù sao cũng không thể nuốt vào cho đầy bụng. Khi thấy mộc hàm ngáp liên tục thì Hạ Thiên đứng lên, hắn ôm nàng đi ra nhà hàng. Đi thôi, vợ, chúng ta về phòng. Hai người đi về phía thang máy, cửa thang máy mở ra, có một cặp nam nữ bước ra. Hạ Thiên biết hai người này, người đàn ông là Tô Tử Cường, cô gái là bạn gái trước kia của Vương Kiệt, là Trương Lị. Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Tô Tử Cường và Trương Lị có chút cổ quái, nhưng cả hai cũng không nói gì. Hạ Thiên cũng mặc kệ hai người này, đây chỉ là những phần tử nhỏ nhoi, chỉ cần không chọc vào hắn, hắn sẽ chẳng quan tâm. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm đi vào thang máy, đột nhiên âm thanh của Trương Lệ lại truyền đến. "Tử Cường, hai người này còn ở đây sao? Hôm qua không phải anh đã điện thoại báo cảnh sát, nói rằng bọn họ đang mua dâm sao?" "Đúng vậy, cảnh sát tổ tệ nạn xã hội đã đến nhưng lại bị Hạ Thiên đánh cho một trận." sau đó lại giống như không có gì xảy ra cũng chẳng biết sao lại như vậy tô tử cường có chút buồn bực hắn vẫn muốn tìm hạ thiên xả giận nhưng bây giờ tô ra không ai cho hắn ra tay tối hôm qua hắn và trương lị vào đây mướn phòng vô tình thấy hạ thiên gõ cửa gọi vợ vì vậy biết đối phương đang hẹn hò cuối cùng hắn quyết định trừng trị hạ thiên nào ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra tô tử cường và trương lị vừa khẽ trò chuyện vừa rời khỏi nhà hàng nhưng bọn họ không biết những lời nói của mình lại rơi vào trong tai Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đã biết, tối qua hai tên cảnh sát đến quấy rối vì Tô Tử Cường. Tuy Hạ Thiên khinh thường đối phó với hai người này, nhưng hắn cũng không muốn những tên ruồi mũi này tiếp tục gây phiền phức cho mình. Vì vậy hắn ôm Mộc Hàm đi ra thang máy rồi hét lên với Tô Tử Cường và Trương Lị. Này, hai đứa ngốc nghếch kia, đứng lại. Trường 312, uống nước cũng tiêu chảy. Khi nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên thì Tô Tử Cường và Trương Lị không tự giác phải xoay người, sau đó lại nhìn bốn phía, khi thấy không còn ai khác thì mới biết hai đứa ngu ngốc trong lời nói của Hạ Thiên chính là mình. Mày muốn gì? Tô Tử Cường dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, tuy hắn đã sớm sợ hãi Hạ Thiên, nhưng bị đối phương chửi ngu ngốc, nếu còn ra vẻ như không có gì thì hắn cũng không phải là Tô Tử Cường. Hạ Thiên nhanh chóng ôm Mộc Hàm đi đến trước mặt Tô Tử Cường và Trương Lị, hắn lười biếng nói không có gì, anh chỉ hảo tâm nhắc nhở hai người, chút nữa tốt nhất đừng ăn sáng. Chúng tao có ăn sáng hay không có liên quan gì đến mày? Tô Tử Cường rất căm tức. À, đúng là không liên quan gì. Hạ Thiên đột nhiên ra tay, hắn dùng tốc độ mà mắt thường khó nhận ra để đâm lên người Tô Tử Cường và Trương Lị một châm, sau đó lại bất mãn nhìn Tô Tử Cường. Tôi cùng vợ tôi mướn phòng có liên quan đến hai đứa ngu ngốc chúng mày sao? Sao lại kéo cảnh sát đến quấy giày? Tô Tử Cường và Trương Lị đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nhanh chóng biến đổi. Trong lòng hai người đều không nghĩ ra, vì sao Hạ Thiên biết chuyện này. Tao không biết mày đang nói gì. Tô Tử Cường giả vờ chấn định, hắn quyết định không thừa nhận chuyện này, dù sao Hạ Thiên cũng không có chứng cứ. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tô Tử Cường. Đúng là vô dụng, dám làm mà không dám nhận, như vậy anh sẽ nói cho các chú biết, chút nữa nếu phát hiện ăn gì hay uống gì cũng tiêu chảy thì đừng nghi ngờ, cũng đừng kinh ngạc, vì đó là anh làm. Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm đã dựa vào mình và chìm vào giấc ngủ. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, sau đó nói với Tô Tử Cường. Mặc kệ hai người, anh phải đưa vợ về phòng ngủ nghỉ. Hạ Thiên nói là đi, thậm chí cũng lười đợi thang máy. Hắn ôm Mộc Hàm biết mất trước mặt Tô Tử Cường và Trương Lị. Tô Tử Cường và Trương Lị đưa mắt nhìn nhau, vài chục giây sau cả hai mới đi vào nhà hàng. Hai người chọn xong bữa sáng, khi đang định ăn khi thức ăn lên đến bên miệng thì trương lị trượt khựng lại tử cường tên kia vừa nói gì nhỉ nói vậy có ý gì trương lị hỏi có chút lo lắng tô tử cường đang ăn sau khi nhai nuốt xong hắn mới mở miệng nói gì chính là chúng ta ăn gì hay uống gì cũng sẽ bị tiêu chảy trương lị cảm thấy không dám ăn có phải thật hay không sao có thể được hắn cố ý dọa chúng ta muốn chúng ta phải nhịn đói anh không tin Tô Tử Cường không quan tâm, sau đó hắn tiếp tục ăn. Nhưng không phải anh đã nói hắn rất lợi hại sao? Trương Lị vẫn có chút lo lắng. Trước đó Tô Tử Cường chịu thiệt trước mặt Hạ Thiên, sau đó Tô Tử Cường phải nói là đối phương rất lợi hại. Hắn muốn cho Trương Lị hiểu, không phải Tô Tử Cường hắn vô dụng, mà Hạ Thiên quá mạnh. Nhưng Tô Tử Cường lại không tin Hạ Thiên mạnh như vậy nhưng Trương Lị lại tin, vì thế mà nàng rất lo lắng. Tô Tử Cường thì không quan tâm, mãi đến lúc này hắn chỉ cho rằng Hạ Thiên giỏi đánh đấm mà thôi. Dù hắn lợi hại cũng không thể cho chúng ta tùy tiện tiêu chảy được. Tô Tử Cường lơ đễnh nói, vì Hạ Thiên còn chưa đụng đến người bọn họ. Tô Tử Cường đáng thương tất nhiên không biết Hạ Thiên đã ra tay, vì động tác quá nhanh mà hắn căn bản không phát hiện ra. Ừ, Trương Lị nghe Tô Tử Cường nói như vậy thì cũng yên lòng. Trương Lị cầm lấy đũa chuẩn bị dùng điểm tâm, nhưng đột nhiên nàng nghe được những âm thanh rột rột, sau đó thấy vẻ mặt Tô Tử Cường biến đổi lớn, hắn nhanh chóng đặt đũa xuống rồi chạy đi. Tử Cường, sao vậy? Trương Lị vội hỏi. Anh đi vệ sinh. Tô Tử Cường vội vàng nói, hắn vừa xoay người thì những âm thanh rột rột đã vang lên rộn rã, ngay sau đó là một mùi hôi thối kinh thiên động địa. Tử Cường, anh. Trương Lị che mũi, nàng trợn mắt há mồm nhìn Tô Tử Cường, vì lúc này nàng thấy rõ quần của Tô Tử Cường đã ướt đấm, hắn cứ như vậy mà xả luôn trong quần sao. Khoảnh khắc này tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn Tô Tử Cường, ánh mắt ai cũng cực kỳ kinh ngạc, còn có cả chán ghét và khinh bỉ, ai cũng vội vàng che mũi chạy khỏi nhà hàng. Lúc này Tô Tử Cường đang đau đớn phóng ra những chất cặn bã trong cơ thể, hắn rất muốn ngừng lại nhưng căn bản là không thể. Hạ Thiên, con bà nó, tao sẽ không để mày yên. Tô Tử Cường thầm giống giận, khoảnh khắc này thậm chí hắn còn sinh ra cảm giác muốn chết, thầm nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào, trương lị lại thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa ăn gì cũng không dám động vào bất cứ thứ gì nàng không muốn tạo ra tình cảnh xấu hổ trước mặt quá nhiều người như vậy không biết đã ngủ được bao lâu hạ thiên tỉnh lại hắn bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hạ thiên cầm điện thoại xem xét là triệu thanh thanh gọi đến vì vậy hắn lập tức cúp máy không chút do dự hắn đang ngủ với vợ không có hứng nhận điện thoại của triệu thanh thanh nhưng Hạ Thiên vừa cắt xong thì Triệu Thanh Thanh đã gọi lại. Hạ Thiên tiếp tục cắt ngang, Triệu Thanh Thanh vẫn tiếp tục gọi đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng nổi giận, hắn nhấn nút nghe và dùng giọng bất mãn nói. Triệu Thanh Thanh, nếu em còn tiếp tục điện thoại thì anh sẽ đánh em. Sư phụ, dù anh có đánh thì tôi vẫn gọi. Triệu Thanh Thanh cũng không sợ hãi. Hạ Thiên rất bức bối, nhà đầu này đúng là phiền toái, vì vậy hắn tức giận nói cẩn thận kẻo anh làm em ngày càng xấu sau đó chính thức trở thành quái vật không sao dù sao em cũng là vợ bé tương lai của anh em mà xấu xí thì sư phụ là người tổn thất nặng nhất triệu thanh thanh cười hì hì nói sư phụ sao anh không làm em sinh hơn em không phải vợ tương lai của anh hạ thiên dùng giọng mất hứng nói không phải sư phụ đã nói võ công của mình chỉ có vợ tương lai mới được học sao bây giờ tôi đã học võ của anh mà còn chưa được làm vợ như vậy phải đợi đến lúc nào triệu thanh thanh dùng giọng khó khăn nói tóm lại anh không cần em làm vợ bé hạ thiên có chút buồn bực hắn không muốn tiếp tục dây dưa với triệu thanh thanh về vấn đề này hắn nói ngay này em điện thoại cho anh làm gì có gì thì nói mau không anh cắt điện thoại à sư phụ anh đừng cúp tôi có chuyện chính triệu thanh thanh vội vàng nói chị hàm có ở cùng anh không liên quan gì đến em hạ thiên rất bực bội sư phụ anh mau cho chị hàm về cứu mạng ba người chúng tôi không phải đối thủ của chị mộng bị chị mộng ức hiếp thảm thiết triệu thanh thanh tố khổ hạ thiên lập tức vui sướng chị mộng ức hiếp em sao đúng vậy sư phụ nếu anh không cho chị hàm quay về anh phải tự mình về thu phục chị mộng đi bây giờ chị mộng cũng chán luyện công với chúng tôi rồi chúng tôi không phải là đối thủ của chị ấy chị mộng ra tay không biết nặng nhẹ đánh người ta chảy cả máu mũi thiếu chút nữa thì bầm mặt triệu thanh thanh liên tục kêu khổ em vốn không xinh đẹp bằng chị mộng nếu bây giờ còn bị đánh thì càng xấu hơn hạ thiên càng nghe càng sướng vậy à vậy thì anh và chị hàm sẽ về càng muộn càng tốt sao triệu thanh thanh chợt ngẩn ngơ sư phụ sao anh lại như vậy anh thích em bị ức hiếp được rồi đừng điện thoại cho anh nữa nếu không anh sẽ nói chị mộng đánh em hạ thiên nói xong thì cúp điện thoại lần này triệu thanh thanh thật sự không dám điện thoại đến nàng không sợ hạ thiên đánh nhưng nàng rất sợ bị liễu mộng đánh hạ thiên hạ điện thoại xuống khi hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện mộc hàm đã tỉnh nàng đang ngồi nửa người lên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn chồng nếu cậu không muốn nhận điện thoại thì có thể tắt nguồn mộc hàm khẽ nói chồng tốt sẽ không tắt điện thoại tôi là chồng tốt vì vậy không tắt điện thoại." Hạ Thiên nghiêm trang nói, "Nếu tôi tắt điện thoại mà vợ gọi đến thì biết làm sao?" Mộc Hàm không biết nói gì cho đúng, sao hắn nói ra những lời gì cũng quái dị như vậy. Hắn quá lăng nhăng, như vậy mà là chồng tốt sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tư thái mê người của Mộc Hàm, hắn thầm nói một câu, "Giờ cơm trưa đến rồi." Mộc Hàm đang chuẩn bị rời khỏi giường đi ăn cơm trưa. Nhưng nàng còn chưa hoàn toàn ngồi dậy thì Hạ Thiên đã phóng đến, hắn đè nàng nằm ngửa ra rồi phủ lên. Sau vài phút cả hai đã liên tục hoạt động, thứ gì nên được ăn sẽ được ăn, và lúc này Mộc Hàm mới biết Hạ Thiên xem mình là bữa trưa. Tô Gia, Tử Cường, lại có chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Sán từ bên ngoài quay về, hắn dùng giọng bất mãn hỏi. Thân là con trai thứ tư của Tô Gia nhưng Tô Tử Cường chưa làm được chuyện gì ra hồn, ngược lại còn mang về phiền toái tô tuấn phong nhìn vào nhà vệ sinh đóng kín cửa trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ tiêu chảy có chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng kéo anh về giải quyết sao tô tiểu sán rất mất vui nếu những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy mà hắn phải giải quyết sợ rằng mỗi ngày khỏi cần ngủ nghỉ không phải tiêu chảy bình thường tô tuấn phong giải thích nó ăn cái gì vào cũng tiêu chảy dù uống thuốc cũng vậy em đưa nó đi bệnh viện nhưng còn chưa kịp làm gì thì tiêu chảy liên miên cuối cùng không còn biện pháp mới phải đưa về. Bây giờ không ăn không uống, cuối cùng mới có hơi giảm bớt, không tiêu chảy quá dữ dội. Nghiêm trọng như vậy sao? Tô Tiểu Sán có chút kinh ngạc. Dựa theo lời em, bệnh viện còn không có biện pháp, vậy gọi anh về làm gì? Muốn anh liên lạc với Hạ Thiên, để xem cậu ta có cách gì không? Tô Tuấn Phong còn chưa dứt lời thì Tô Tiểu Sán đã cắt ngang. Cậu cho rằng Hạ Thiên có thể đến sao? lần trước cứu là vận may của tôi, nhưng lần này chưa chắc đã tùy tiện chữa bệnh. Tô Tuấn Phong có chút buồn bực, sao không nghe hắn nói hết lời. Tô Tuấn Phong rơi vào đường cùng chỉ còn cách tiếp tục giải thích. Theo lời nói của Tử Cường, nó bị như vậy là vì Hạ Thiên động tay vào. Tử Cường bị sao vậy? Tô Tiểu Sán lập tức giận dữ. Nó vô duyên vô cớ động vào Hạ Thiên làm gì? mười 313, biến em thành đàn bà. Tô Tuấn Phong ngẩn người, sau đó hắn nhịn không được phải nhắc nhở. Không phải tử cường chọc vào hạ thiên, là hạ thiên động vào tử cường. Anh biết rõ hạ thiên và cả tử cường. Tô Tiểu Sán có chút căm tức. Anh cũng biết là tử cường chọc hạ thiên trước. Điều này chưa nhất định, trước kia tử cường và hạ thiên có chút mâu thuẫn, không chừng lần này vừa gặp mặt thì hạ thiên thuận tay chừng trị tử cường. Tô Tuấn Phong suy nghĩ rồi nói. Tử cường, anh cho em một cơ hội, em nói thật cho anh biết, có phải em chọc vào Hạ Thiên không? Tô Tiểu Sán gõ vào cửa phòng vệ sinh. Nếu nói dối thì sau này anh sẽ không quan tâm đến sống chết của em. Đại ca, em, em thấy Hạ Thiên và một người phụ nữ vào mướn phòng khách sạn, vì vậy mới điện thoại cho cảnh sát, nói rằng có người mua dâm. Hắn, hắn sao biết em làm? Giọng nói suy yếu của tử cường từ trong toilet truyền ra. Tô Tiểu Sán nhịn không được mắng ẩm lên. Thúi lắm, bản lĩnh của hạ thiên người thường không thể tưởng tượng ra được cậu cho rằng cậu ta không biết sao tôi còn nghĩ vì sao cậu không thể phát triển ra hồn chưa nói đến vấn đề cậu ra ngoài gây chuyện nhưng cũng có người không được chọc vào sao cậu cứ động vào cậu cũng không phải bị hạ thiên làm hại một lần sao không sáng mắt ra tiểu sán bây giờ mắng tử cường cũng vô dụng thôi thì xem nên giải quyết thế nào tô tuấn phong cũng không ngờ tô tuấn phong chọc giận hạ thiên vì vậy hắn dùng giọng bất đắc dĩ nói được rồi, tôi sẽ tìm biện pháp hỏi Hạ Thiên, để xem tử cường có tiêu chảy mãi không. Sau này cậu cũng phải canh chừng nó, đừng để nó làm ra những chuyện ngu xuẩn. Tô Tiểu Sán có chút căm tức, hắn vất vả lắm mới có quan hệ tốt đẹp với Hạ Thiên, nhưng không ngờ người trong nhà lại phá hoại, nếu để Hạ Thiên giận cá chém thất chĩa mũi rùi sang tô ra, như vậy phiền phức lớn. Tô Tiểu Sán dừng lại một chút rồi tức giận hỏi. Đúng là tự mình chuốc khổ, Lâm Tử Hào đã bị Hạ Thiên đánh thành ngây ngốc, Tô Tử Cường tính là thứ gì? Tô Tiểu Sán quẳng lại một câu như vậy rồi đi ra, hắn không muốn ở lại đây lâu. Đại ca, đúng lúc này Tô Bối Bối sôi nổi chạy đến. Bối Bối, em về rồi sao? Khi thấy cô em gái xinh đẹp đáng yêu thì tâm tình của Tô Tiểu Sán tốt hơn một chút. Đúng vậy, em nghe nói tứ ca bị đại sắc lang hạ thiên hải cho thê thảm, vì vậy mới chạy đến xem. Tô Bối Bối cong miệng nói. Em định điện thoại mắng hạ thiên, nhưng em phát hiện mình không có số điện thoại của hắn. Tô Tiểu Sán định quát mắng Tô Bối Bối không được đến tìm Hạ Thiên gây ra phiền toái, nhưng hắn lập tức nghĩ đến tình cảnh đã xảy ra ở quán bowling, vì vậy mà trong lòng khẽ động. Hắn mở miệng nói: "Bối Bối, em muốn điện thoại mắng Hạ Thiên sao? Anh có số điện thoại của cậu ấy, em có lấy không?" "Tất nhiên là muốn." Tô Bối Bối vội vàng nói: "Đại ca, anh mau đưa cho em, em sẽ điện thoại mắng hắn." "Được." Tô Tiểu Sán nhanh chóng nói số điện thoại cho Tô Bối Bối, sau đó hắn còn nói thêm. Bối Bối, em điện thoại cho Hạ Thiên, thuận tiện hỏi xem Tử Cường có bị tiêu chảy như vậy mãi không? Biết rồi, đại ca. Tô Bối Bối nói xong thì bấm số của Hạ Thiên. Khi điện thoại đổ chuông thì Hạ Thiên đang ăn cơm chưa, lúc này là ăn cơm thật sự, không phải ăn mộc hàm. Hạ Thiên nhìn dãy số lạ mà dứt khoát không nhận, đây không phải là điện thoại của vợ, nhận hay không cũng chẳng sao, ăn cơm quan trọng hơn. Chuông điện thoại vang lên hơn 10 lượt, cuối cùng cũng yên ắng. Nhưng một lát sau Hạ Thiên nhận được một tin nhắn, hắn mở ra xem, chỉ có một câu. Đại sắc lang, mau nghe máy. Tôi không biết anh là ai, sao phải tiếp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn đặt điện thoại sang một bên, một lát sau điện thoại lại vang lên, nhưng Hạ Thiên vẫn tiếp tục dùng cơm. Vài giây sau tiếng chuông đã tắt, âm báo tin nhắn lại vang lên, Hạ Thiên mở ra xem. Đại lừa gạt, nhận điện thoại mau, tôi là tô bối bối. Tô bối bối thì giỏi lắm sao, tôi không thích em bé. Hạ Thiên bĩu môi, hắn tiếp tục dùng cơm, chuông điện thoại vẫn vang lên nhưng hắn dứt khoát không quan tâm. Chồng, ai điện đến vậy? Một hàm từ phòng tắm đi ra, nàng có chút kỳ quái. Sao cậu không nghe? Một bé gái đáng ghét, tôi mặc kệ cô ta hạ thiên thuận miệng nói mộc hàm cười quyến rũ chồng có cô bé nào đó thích cậu sao đúng vậy cô ấy vừa gặp đã yêu tôi hạ thiên gật đầu nhưng cô ấy còn quá nhỏ còn nhỏ hơn cả tiểu yêu tinh vì vậy tôi không thể làm gì hơn mộc hàm vẫn có chút hoài nghi với những vấn đề này nhưng lại không nói gì nếu không sẽ bị ăn đòn từ tối qua đến giờ nàng đã không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần bị đối phương cho lên thất nếu bây giờ tiếp tục lên dĩa thì nàng sẽ chịu không nổi. Đến lúc này nàng cảm thấy Hạ Thiên Lăng Nhăng không phải chuyện xấu, nếu không một mình nàng chống đỡ hắn ngày này qua đêm nọ, chịu nổi sao? Đại sắc lang, đại lừa gạt, anh là quỷ nhát gan, không dám nhận điện thoại của tôi. Tin nhắn đã đến, cuối cùng còn có một câu hung ác. Anh không phải là đàn ông. Khi thấy nhưng lời này thì Hạ Thiên nổi giận, hắn cầm lấy điện thoại gọi đến cho tô bối bối. Tô bối bối, Em nói anh không phải là đàn ông, anh sẽ biến em thành phụ nữ. Anh, anh, anh là Lưu manh. Tô Bối bối ngẩn ngơ, sau đó nàng tức giận mắng. Anh vốn là Lưu manh, ngày đầu tiên khi em thấy anh thì biết ngay rồi. Hạ Thiên vốn không cần quan tâm đến danh xưng, nhị sư phụ nói làm Lưu manh rất tốt, muốn đánh người thì đánh người, muốn tán gái thì tán gái, tốt hơn so với người thường bị người đánh và cướp mất gái không biết bao nhiêu lần. Anh, anh, anh Tô Bối Bối tức giận đến mức lắp bắp. "Đại Sắc Lang, tôi hỏi anh, sao anh chơi tứ ca của tôi?" "Tứ ca của em, tên Tô Tử Cường ngu ngốc kia sao?" Hạ Thiên ngáp một cái. "Vì hắn quá ngu, anh như vậy mà được sao?" Tô Bối Bối rất tức giận. "Dù tứ ca tôi ngu cũng không liên quan đến anh, đáng giá anh phải ra tay với anh ấy sao? Anh mau chứa tốt cho anh em, nếu không em sẽ nói chị họ bỏ anh." "Sao em ngu ngốc giống Tô Tử Cường như vậy?" em nói mỹ nữ tỷ tỷ làm thế nào thì chị ấy sẽ làm vậy sao chị ấy là vợ anh tất nhiên phải giúp anh trong giọng nói của hạ thiên có chút hương vị khinh bỉ anh anh mới ngu ngốc tô bối bối thở phì phò chị họ rất tốt với em nếu anh không chữa tốt cho tứ ca em sẽ nói xấu anh trước mặt chị họ sẽ làm cho chị họ không muốn làm vợ anh em nếu thích nói bậy anh sẽ cho em thành người câm sau này khỏi chọc ngoáy hạ thiên vẫn không quan tâm Tô bối bối bị chọc tức, nàng uy hiếp không thành, ngược lại còn bị hạ thiên uy hiếp, vì vậy nàng phải nghĩ biện pháp trừng trị hắn. Em muốn đến tố cáo cảnh sát, anh sàm sợ em. Tô bối bối suy nghĩ một chút rồi nói. Em không có ngực, mông lại lép, ai sàm sợ em. Hạ thiên không cho là đúng. Cảnh sát cũng sẽ không tin em. Anh, anh, anh. Tô bối bối đáng thương tức giận đến mức lắp bắp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng nàng sẽ nói lắp thật sự. Thôi được rồi, anh mặc kệ em, anh cúp điện thoại đây. Thuận tiện nói cho em biết, Tô Tử Cường chỉ tiêu chảy một ngày thôi, không chết được, em đừng làm phiền anh. Còn nữa, nói cho tên ngu ngốc kia biết, nếu lần sau còn chọc giận anh, lúc đó anh sẽ cho hắn tiêu chảy ba ngày ba đêm, sau đó mất nước mà chết. Hạ Thiên nhanh chóng nói vài câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, những cô gái nhỏ đúng là quá chán ghét, sao không lớn thêm một chút được nhỉ? hạ thiên nhìn mộc hàm xinh đẹp quyến rũ động lòng người ở bên cạnh tâm tình nhanh chóng tốt đẹp hắn thích người đẹp như vậy mộc hàm thấy ánh mắt sáng rực của hạ thiên mà có chút lo lắng chồng còn cảm thấy chưa đủ sao dù hắn công phu cao cũng không nên làm quá nhiều chứ như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe vì sức khỏe của người đàn ông của mình mộc hàm quyết định di rời ánh mắt của hắn nàng mở miệng chồng chúng ta ra ngoài đi dạo nhé được hạ thiên đáp ứng rất sảng khoái Mộc Hàm khẽ thở ra một hơi, vài phút sau hai người đã mặc quần áo tử tế và dắt nhau rời khỏi cửa. Hai người vào thang máy, xuống lầu một. Mộc Hàm cũng không trả phòng ngay, vì nàng không biết đến tối Hạ Thiên còn muốn quay lại qua đêm hay không. Hai người vào bãi đậu xe của khách sạn, chiếc Audi A7 của Mộc Hàm đậu ở đây. Nàng mở cửa xe, sau đó nàng và Hạ Thiên bước vào xe một trước một sau, sau đó nàng khởi động xe. Đùng, một tiếng nổ khủng bố vang lên chiếc Audi A7 của Mộc Hàm vỡ tan tành. Còi báo động từ những chiếc xe khác liên tục vang lên, mà bảo vệ bảo đậu xe cũng nhanh chóng chạy đến và dùng bộ đàm gọi thêm người. Trong một chiếc xe khác ở bãi đậu xe, một nam một nữ đang nhìn chằm chằm vào vụ nổ, người đàn ông là kẻ trước đó lái xe cho Mỹ Nhi, mà người phụ nữ cũng không còn phải là Mỹ Nhi, bây giờ là một người phụ nữ tóc ngắn hơn 30 và trông rất trưởng thành. Người phụ nữ này ngũ quan đoan chính nhưng không có gì hơn, tướng mạo bình thường, Dáng người cũng khá tốt, có lồi có lõm. Khi nhìn thấy vụ nổ thì vẻ mặt người đàn ông chợt biến đổi. "Gặp quỷ à, sao lại thế này? Chúng ta luôn ở trong bãi đậu xe, sao không thấy có người đặt bom? Có lẽ đã bị đặt bom trước đó." Người phụ nữ trưởng thành khẽ mở miệng. "Tôi đi xem tình huống." Người phụ nữ trưởng thành bước xuống xe, nàng đi về phía trước, ngay sau đó đã đến bên cạnh chiếc Audi A7 không còn nhận ra hình dạng. Đúng lúc này ánh mắt nàng chợt trở, trở nên ngưng trọng, nàng nhìn về phía cách đó vài mét, có một cặp nam nữ đang nằm đó, giống như đã bất tỉnh. Người phụ nữ trưởng thành nhanh chóng đi đến trước mặt hai người hô mê, nàng ngồi xổm xuống, trong mắt lóe lên sát khí. Lúc này trên tay nàng xuất hiện một lưỡi đao bạc khá mỏng, lưỡi đao nhanh chóng đâm xuống cuống họng tên thanh niên bên dưới. Chương 314: Giết người và bị giết. Ánh ngân quang lóe lên, một cây gậy kim loại màu trắng đột nhiên xuất hiện ngăn cản người phụ nữ trưởng thành đúng lúc đó có một âm thanh vang lên cô đang làm gì người ra tay chính là người đàn ông gầy gò lái xe há dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người phụ nữ trưởng thành trong ánh mắt có vẻ rất khó tin người phụ nữ trưởng thành vẫn điềm nhiên không thu tay nàng đứng thẳng người nhìn người đàn ông gầy gò vẻ mặt rất bình tĩnh tôi xem xét tình huống của bọn họ vậy sao cô lại rút đao người đàn ông gầy gò vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ trưởng thành vẻ mặt người phụ nữ trưởng thành có chút kinh ngạc sao sao anh nhìn lầm rồi người phụ nữ trưởng thành nói xong còn đưa bàn tay đến trước mặt người đàn ông gầy gò nàng nói có đau đâu người đàn ông gầy gò cảm thấy có chút nghi hoặc chẳng lẽ hắn nhìn lầm như vậy bọn họ thế nào không sao đấy chứ người đàn ông gầy gò vẫn nhìn vào người phụ nữ trưởng thành dù hắn có chút hoài nghi nhưng vẫn không quá đặt nặng ở trong lòng dù sao người phụ nữ này cũng là đồng bạn của hắn hơn nữa còn là người thay thế mị nhi để đến giám sát hạ thiên nếu nói theo lý thì sẽ không làm ra chuyện bất lợi gì với hạ thiên hình như hôn mê chưa tỉnh còn chưa kịp nhìn kỹ nếu không anh xem thế nào người phụ nữ trưởng thành nói người đàn ông gầy gò gật đầu trước đó hắn nghi ngờ người phụ nữ này bây giờ hắn quyết định tự mình ra tay Hắn nhìn xuống và thấy cặp nam nữ chính là Hạ Thiên và Mộc Hàm, vừa rồi vụ nổ xảy ra mà bọn họ không hao tổn một sợi tóc, ngay cả quần áo cũng không bị ảnh hưởng, đây có thể là kỳ tích. Người đàn ông gầy gò đi đến trước mặt hai người nam nữ, hắn ngồi xổm xuống. Khi hắn còn đang định xem xét kỹ lưỡng thì trong lòng chợt báo động, hắn cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau vọt đến. Người đàn ông gầy gò không kịp quay đầu, hắn chỉ biết lách người về bên trái để tránh đòn tập kích từ phía sau một lưỡi đau lạnh như băng đâm vào trong thân thể người đàn ông cơn đau đớn dữ dội cũng chuyển đến hắn cảm thấy sinh lực của mình dần bị hút đi lực sinh mệnh cũng nhanh chóng biến mất hắn cố gắng chống đỡ để mình không ngã xuống hắn xoay người rất khó khăn rồi nhìn người phụ nữ trưởng thành cô cô muốn giết bọn họ hầu tiểu thất anh vốn nên xem như chưa phát hiện có chuyện gì xảy ra người phụ nữ trưởng thành dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông được gọi là hầu tiểu thất tôi cũng không muốn giết anh, là anh ép tôi. Sao lại làm như vậy? Hầu tiểu thất nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng ngay sau đó hắn suy nghĩ lại và nhận ra một vấn đề. Bàng quyên, bom là do cô gài vào xe, đúng không? Tối qua tôi đi vệ sinh, cô lợi dụng thời điểm đó để gài bom vào xe mộc hàm, có phải không? Người phụ nữ trưởng thành được gọi là bàng quyên đột nhiên vung tay, một luồng sáng phóng ra. Tên bảo vệ đang đi tới chợt kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã ngay xuống đất hầu tiểu thất anh biết thì đã quá muộn bàng quyên lạnh lùng nói nể tình giao tình năm xưa tôi sẽ cho anh chết thật thoải mái bàng quyên nói xong thì đánh về phía hầu tiểu thất hai ngón tay của nàng kẹp một lưỡi đao một luồng sáng phóng về phía cổ của hầu tiểu thất thủ lĩnh sẽ không bỏ qua cho cô hầu tiểu thất rất muốn né tránh nhưng hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực ngay cả khí lực để hoạt động tay chân cũng không còn đừng nói là né tránh đòn tấn công như chấp của bàng quyên. Á! À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tung bay. Bàng quyên chỉ nói được một chữ, ngay sau đó đã không nên lời, cuống họng nàng đã bị cắt đứt, sinh mệnh nhanh chóng rời bỏ cơ thể. Một giây sau nàng ngã xuống và vĩnh viễn rời xa cõi đời. Hầu tiểu thất dùng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn một bàng quyên sống sờ sờ biến thành thi thể, một giây trước đó hắn còn cho rằng mình sẽ chết, một giây sau hắn là phát hiện ra người muốn giết mình lại chết, hắn vẫn sống. Tất cả tình cảnh biến đổi cũng chỉ vì một người. Cậu, cậu không sao. Hầu tiểu thất nhìn Hạ Thiên đứng trước mặt, vẻ mặt khó thể tin. Tất nhiên tôi không sao. Hạ Thiên đâm vài châm lên người hầu tiểu thất, hắn nói. Nể tình vừa rồi anh muốn giúp chúng tôi, như vậy tôi cứu anh một lần, bây giờ tôi đi, anh cứ chậm rãi ở lại giải quyết vấn đề. Hạ Thiên nói xong thì ôm Mộc Hàm bỏ đi ngay, đối với hắn thì giết chết Bàng Quyên không đáng là gì. Khi thấy Hạ Thiên biến mất trong bãi đậu xe, Hầu Tiểu Thất lại nhìn thi thể Bàng Quyên dưới mặt đất, hắn đột nhiên cảm giác sức lực của mình khôi phục trở lại, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Hắn cũng không kịp suy xét có vấn đề gì xảy ra, hắn tranh thủ móc điện thoại và bấm một dãy số. Trong biệt thự Kiều Tiểu Kiều, Triệu Thanh Thanh đang nằm trên ghế salon ở phòng khách, bộ dạng kiệt sức triệu thanh thanh sao em còn chưa lên trên lầu truyền xuống âm thanh mất hứng của liễu mộng em đi vệ sinh nửa giờ rồi đấy chị mộng em tiêu chảy bây giờ người rất mệt mỏi phải nghỉ ngơi một chút mới được triệu thanh thanh dùng giọng mất hết sức lực nói nàng là người mê võ nhưng bị liễu mộng đến mức không còn hứng thú rõ ràng liễu mộng quá khủng bố vậy em kiếm gì đó ăn vào đi ăn no thì lên đây liễu mộng hô lên được rồi chị Hinh, em tìm đồ ăn. Triệu Thanh Thanh vẫn dùng giọng nói mất hết sức lực nói. Nhưng một giây sau Triệu Thanh Thanh đã phấn chấn tinh thần, nàng nhảy dựng lên ghế sa lông. Sư phụ, anh về rồi. Đúng là Hạ Thiên vừa về, nhưng hắn không quan tâm đến Triệu Thanh Thanh, chỉ ôm Mộc Hàm đi lên lầu. Này, sư phụ, các người hoạt động quá dữ dội sao? Chị Hàm bị anh làm cho ngất xỉu à? Triệu Thanh Thanh nói rất khoa trương. Hạ Thiên sinh ra một loại xúc động muốn đánh người, nhà đầu kia nói gì vậy, Mộc Hàm hôn mê là đúng, nhưng cũng không phải bị hắn ép quan hệ quá mức, là vì bom nổ. Thực tế Hạ Thiên vừa lên xe đã ngửi được mùi bom, sau đó hắn đã ý thức được tình hình không đúng nhưng không kịp nhắc nhở Mộc Hàm. Khoảnh khắc khi bom nổ hắn đã kịp ôm Mộc Hàm rời khỏi xe nhưng động tác vẫn chậm, tuy hắn có băng hỏa linh khí hộ thể nhưng còn chưa kịp đưa Mộc Hàm vào bên trong, vì vậy nàng bị ảnh hưởng, hôn mê bất tỉnh. Còn Hạ Thiên, ngay từ đầu hắn đã không hôn mê, thực tế hắn cũng cảm nhận được sát khí của bàng quyên, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì hầu tiểu thất đã xuất hiện. Tuy lúc đó Hạ Thiên nằm trên mặt đất, hắn không bất tỉnh nhưng cũng bị ảnh hưởng vì vụ nổ. Lúc đó hắn đang nhanh chóng vận chuyển băng hỏa linh khí, muốn làm cho thân thể nhanh chóng khôi phục. Một hàm tuy bị ngất vì sóng dư chấn nhưng tình hình vết thương cũng không nghiêm trọng, chỉ vì Hạ Thiên thấy bãi đậu xe không an toàn, vì vậy hắn phải đưa nàng quay về mới cứu tỉnh sư phụ sư phụ chơi ngược đãi tốt như vậy sao anh chơi làm chị hàm ngất xỉu thế kia chẳng lẽ hai người chơi cả đêm triệu thanh thanh ra vẻ rất hiếu kỳ chạy theo hạ thiên hạ thiên trừng mắt nhìn nàng nếu em muốn biết thì tự đi mà thử được sư phụ khi nào chúng ta chơi triệu thanh thanh có chút hưng phấn hạ thiên có chút buồn bực anh không muốn chơi em sư phụ anh đừng như vậy em là vợ bé tương lai của anh anh không chơi em em chơi ai triệu thanh thanh vội vàng nói sư phụ em cũng không lăng nhăng giống anh em rất chuyên chú cho một người hạ thiên nhìn mộc hàm còn đang hôn mê mà quyết định mặc kệ triệu thanh thanh nói gì thì nói hắn ôm mộc hàm vào phòng ngủ rồi nhanh chóng đóng cửa cái gì vậy người ta tình nguyện cho chơi tự ngược mà còn không quan tâm đúng là không có thiên lý đúng là kỳ thị triệu thanh thanh lầm bầm bộ dạng rất bất mãn thanh thanh em ăn no chưa giọng nói của liễu mộng lại vang lên triệu thanh thanh lại hoảng sợ nàng vội vàng nói chị mộng chờ chút em chưa ăn gì cả triệu thanh thanh vốn còn muốn kháng nghị sự kỳ thị của hạ thiên nhưng nàng cũng không dám ở lâu mà vội vàng chạy xuống sau đó nàng xuống tủ lạnh tìm đồ ăn luyện võ với chị mộng quá tiêu hao thể lực nàng phải ăn nhiều mới được mộc hàm mở to mắt và nhìn thấy gian phòng quen thuộc nàng có chút sững sờ, một lúc lâu sau nàng mới nói. "Chồng, chúng ta đều chết rồi sao?" Đét. Hạ Thiên vỗ một cái lên cặp mông mượt mà của Mộc Hàm, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói. "Chúng ta vẫn còn sống tốt." Cảm giác đau đớn nóng bỏng từ dưới mông truyền lên làm Mộc Hàm tỉnh táo trở lại, nàng biết mình không chết, nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình còn sống, nàng nhớ khi vụ nổ xảy ra thì mình còn ở trong xe, nàng biết mình chỉ có thể chết mà thôi chồng, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không? Sao chúng ta chưa chết? Mộc hàm vẫn không nhịn được phải hỏi. Vì không có người giết được tôi, cũng không có người giết được vợ tôi, vì vậy chúng ta không chết. Hạ Thiên trả lời, điều này làm cho Mộc Hàm không biết phải nói gì, câu trả lời có như không. Mộc Hàm cũng không tiếp tục truy vấn, chuyện lần này làm nàng cảm thấy rất đáng sợ, hơn nữa cũng có sự chủ quan của nàng có lẽ vì có Hạ Thiên ở bên cạnh mà nàng cảm thấy rất an toàn, vì vậy mà mất đi tính cảnh giác ngày xưa. Phải biết rằng đậu xe qua đêm sẽ có cơ hội cho nhiều kẻ nhúng ta vào, vì vậy trước khi lên xe nàng phải kiểm tra, hưng lúc đó nàng lại bỏ qua, vì vậy mà thiếu chút nữa hại mình và hại cả Hạ Thiên. Bây giờ Mộc Hàm không hiểu, rốt cuộc vụ nổ nhắm vào nàng hay Hạ Thiên. Trường 315, Kiều Tiểu Kiều đến trường, Mộc Hàm cuối cùng cũng không có quá nhiều thời gian lo lắng xem vụ nổ nhầm vào ai, vì nàng đã nghe được tiếng hét của Triệu Thanh Thanh, sau đó thấy đối phương đến gõ cửa, muốn kéo nàng đến hưởng thụ sự tra tấn của Liễu Mộng. Mộc Hàm đi thì Hạ Thiên không có việc gì làm và nhớ đến những lời Liễu Vân Mạn đã nói hôm qua, vì vậy hắn điện thoại cho Liễu Vân Mạn, muốn nàng đưa tất cả đám em họ đến Kiều Gia. Hắn muốn chữa cho mọi người một lượt, miễn cho sau này thỉnh thoảng lại bị gọi đi chữa bệnh. Liễu Vân mạn nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì lập tức thông báo cho tất cả em họ và vài vị tam thẩm, chính nàng cũng dứt khoát nghĩ việc vài ngày, dù sao đây cũng là chuyện lớn của Liễu gia, tất nhiên nàng phải đặt nặng vấn đề. Triệu Thanh Thanh, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi nhanh chóng vui sướng trở lại, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi vốn rất bất mãn với Hạ Thiên, bây giờ lại có thêm ý nghĩ cảm tạ Hạ Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Hạ Thiên kéo Liễu Mộng đi hỗ trợ chữa bệnh, đến lúc này các nàng có vài ngày xả hơi không cần tiếp nhận sự tra tấn của Liễu Mộng. Tất nhiên những ngày này cũng không phải nhàn rỗi, đây là cơ hội hiếm có, các nàng phải tiếp tục luyện võ với nhau. Như vậy vài ngày sau tiếp tục luyện võ với Liễu Mộng, các nàng sẽ ít bị ăn đòn hơn. Tháng 9 cuối cùng đã đến, tất cả các trường học ở thành phố Giang Hải bắt đầu khai giảng, một vài trường bắt đầu nghênh đón tân sinh viên. Đại học Giang Hải thân là trường nổi tiếng thành phố Giang Hải cũng khai giảng vào đầu tháng 9. Nhưng đây chỉ là lễ khai giảng với các sinh viên cũ, các tân sinh viên phải lùi lại một tuần lễ, chính là ngày mùng 8 tháng 9. 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 9, trước cổng ký túc xá nữ của Đại học Giang Hải, một chiếc xe Volvo màu hồng mới tinh dừng lại. Kiều Tiểu Kiều đến. Rất nhiều ánh mắt đảo về phía chiếc Volvo, dù trong trường Đại học Giang Hải không thiếu các sinh viên trả xe đẹp, xe Volvo của Kiều Tiểu Kiều chẳng đáng là gì, nhưng không thể phủ nhận một điều, chiếc xe này luôn thu hút mọi người. Nghe nói tất cả sinh viên Đại học Giang Hải đều biết bản số xe của Kiều Tiểu Kiều, cũng chính vì vậy mà Kiều Tiểu Kiều chỉ cần chạy xe đến là cả trường đều nhận ra. Kiều Tiểu Kiều là một nhân vật truyền kỳ không thể nghi ngờ ở thành phố Giang Hải, nàng là người cầm lái một quỹ đầu tư tài chính trị giá vài trăm tỷ, chưa đủ 20 tuổi đã có tài sản khổng lồ, hơn nữa lại chiếm giữ ngôi vị hoa hậu trường Đại học Giang Hải 3 năm liên tục. Dù là bất kỳ một điểm nào cũng đủ làm người ta cực kỳ hâm mộ. Rất nhiều người không hiểu một vấn đề, với thân phận và địa vị của Kiều Tiểu Kiều thì đến học ở Đại học Giang Hải làm gì? Cũng từng nói người hỏi Kiều Tiểu Kiều về vấn đề này, nhưng nàng cũng không trả lời, vì vậy người ta lập tức có suy đoán, có lẽ nàng muốn được trải qua cuộc sống ở trường đại học. Không có người nào cho rằng Kiều Tiểu Kiều đến Đại học Giang Hải vì muốn học thêm một thứ gì đó, sự lựa chọn của nàng cũng rất chuyên nghiệp, cũng làm người ta khó tưởng. Vì mọi người đều cho rằng nàng sẽ chọn ngành đầu tư tài chính dù sao nàng cũng hiểu phương diện nàng nhiều nhất, thực tế nhất, nhưng nàng lại chọn khoa Trung Quốc học. Trung Quốc học là một khoa cực kỳ yếu thế của trường đại học Giang Hải. Hàng năm khoa này tuyển được rất ít sinh viên, chỉ có vài chục người. Những năm gần đây sinh viên khoa Trung Quốc học rất khó tìm được việc làm, vì vậy số lượng sinh viên theo học ngày càng ít. Ba năm qua có không ít nam sinh đã vắt hết óc, nghe nói đã làm ra những áng thơ tình mùi mẫn đưa cho kiều tiểu kiều. Nhưng điều làm đám nam sinh này khó hiểu chính là những lá thư kia không bao giờ đến được tay Kiều Tiểu Kiều, vì bên người nàng luôn có hai nữ vệ sĩ nóng bỏng, mỗi lần thư tình được đưa đến thì nhiều lắm cũng chỉ vào trong tay hai vệ sĩ, mà các nàng cũng không thèm nhìn, trực tiếp bỏ vào thùng rác. Trong trường đại học Giang Hải, Kiều Tiểu Kiều là sinh viên duy nhất đưa theo hai nữ vệ sĩ đến trường, điều này làm cho không ít người chê bai, nhưng cuối cùng ai cũng quen bây giờ mọi người thấy hai nữ vệ sĩ đi bên cạnh kiều tiểu kiều là cực kỳ thích hợp nếu bên cạnh nàng không có vệ sĩ mới không bình thường này sao lại là một đứa thanh niên trời ạ à, kiều tiểu kiều sao tôi muốn xem người đẹp mà khi thấy người từ trong xe đi ra thì đám nam sinh muốn đến xem người đẹp chợt buồn bực rõ ràng đó không phải là mỹ nữ theo dự đoán của bọn họ không phải kiều tiểu kiều truyền kỳ chỉ là một tên thanh niên ăn mặc bình thường đừng nóng vội đó không phải là Kiều Tiểu Kiều sao? Anh em, xem người đẹp phải biết kiên nhẫn. Kiều Tiểu Kiều lúc này đã xuống xe, sau một mùa hè không gặp, nàng vẫn rất xinh đẹp thoát tục, mà trang phục của nàng lại rất phù hợp với nam sinh trong trường. Nhưng đám nam sinh đang cực kỳ hứng thú nhìn người đẹp lại càng thêm buồn bực, bọn họ thấy rất rõ, Kiều Tiểu Kiều sau khi xuống xe thì nép vào người tên thanh niên vừa rồi như một chú chim nhỏ. Sau đó nàng còn dùng giọng dịu dàng nói một câu. Chồng, em đưa anh lên xem phòng ký túc xá chồng sao mọi người chợt sinh ra cảm giác điên cuồng kiều tiểu kiều có chồng rồi sao hơn nữa chỉ là một tên thanh niên bình thường một số người đã hoài nghi chẳng lẽ mình nhìn lầm đây không phải là kiều tiểu kiều chỉ là một người giống với kiều tiểu kiều thôi sao nhưng khi nhìn thấy hai vệ sĩ ăn mặc mát lạnh và nóng bỏng cùng xuất hiện thì mọi người không khỏi tiếp nhận một sự thật đây đúng là kiều tiểu kiều đám nam sinh chờ mắt nhìn kiều tiểu kiều theo tên thanh niên kia đi vào ký túc xá, sau lưng còn có hai thiếu nữ gợi cảm, điều này làm cho người nào cũng cực kỳ khó hiểu, đóa hoa tài mạo song toàn vang danh hoa hậu học đường đã bị người ta hái rồi sao. Đám nữ sinh thì rất vui sướng, các nàng cuối cùng cũng thấy được điểm mạnh của mình so với kiều tiểu kiều, dù là bạn trai của các nàng cũng đẹp trai hơn của kiều tiểu kiều. Phòng 411 tòa nhà số 7, đây là phòng ký túc xá của Kiều Tiểu Kiều. Đây chẳng qua chỉ là một gian phòng ký túc xá rất bình thường, cũng không khác gì những gian phòng của các sinh viên nữ khác. Này, Kiều Tiểu Kiều, sao bạn đến sớm như vậy? Khi vừa đi vào ký túc xá thì một cô gái tóc dài đã nhiệt tình chào hỏi Kiều Tiểu Kiều. Cô gái này mặc váy dài màu vàng nhạt, tuy kém hơn Kiều Tiểu Kiều nhưng cũng có vài phần tư sắc. Thôi Yến, bạn cũng đến sớm. Kiều Tiểu Kiều cười cười với cô gái kia, sau đó lại hỏi. La Xuân Mai và Lữ Ngọc Đình còn chưa đến sao? Đã đến rồi, các bạn ấy đã đi báo danh. Thôi Yến trả lời. Mình cũng phải đi trình diện. Đúng rồi, Thôi Yến, nếu hai bạn ấy quay về thì nói dùm mình một câu, đợi lát nữa tôi về mọi người cùng đi dùng cơm. Đã một mùa hè không gặp, chúng ta nên họp mặt. Kiều Tiểu Kiều nói. Không có vấn đề. Thôi Yến gật đầu nói. Bạn đi báo danh đi, để tôi gọi điện thoại cho hai người kia. Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Được, lát nữa chúng ta đi ăn ở Phong Diệp Viên, nói cho hai bạn ấy biết, cũng có thể mang theo người nhà. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi nhìn Hạ Thiên, nàng thản nhiên cười. "Thôi Yến, giới thiệu cho bạn, đây là chồng mình, là Hạ Thiên." "Hay quá nha, một mùa hè không gặp mà có chồng rồi sao?" Thôi Yến dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bộ dạng cũng rất sướng sờ. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. "Trước nay mình đã có chồng." thôi không nói nữa mình đi báo danh chút nữa dùng cơm rồi trò chuyện sau bạn đi đi thôi yến gật đầu nhưng vẫn không nhịn được phải nhìn hạ thiên hình như muốn xem hạ thiên có gì đặc biệt sao có thể nắm được kiều tiểu kiều nhưng mãi đến khi đám người kiều tiểu kiều rời khỏi ký túc xá thôi yến vẫn không thấy hạ thiên có gì đặc biệt lúc này hạ thiên rời khỏi ký túc xá hắn mở miệng hỏi vợ tối em phải ở đây sao em không ở đây chỉ là ban ngày ngẫu nhiên đến ký túc xá nhìn qua mà thôi. Kiều Tiểu Kiều trả lời, thực tế thì học 3 năm ở Đại học Giang Hải, Kiều Tiểu Kiều chưa từng ngủ lại ở ký túc xá. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên thở ra một hơi. Kiều Tiểu Kiều có chút kỳ quái. Chồng, sao anh có vẻ lo lắng vì em ở lại ký túc xá? Vợ, anh muốn ở bên em, nếu em ở trong ký túc xá, chẳng phải anh cũng ở lại ký túc xá sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói nhưng ký túc xá quá đông người, anh ở cùng với các cô ấy thì quá mất mặt. Kiều Tiểu Kiều lập tức giở khóc giở cười, nàng xem như cũng hiểu rõ, thì ra chồng nàng ngại các bạn cùng phòng không được đẹp. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại không nói gì, người này nghĩ gì trong đầu, những nữ sinh kia cho hắn vào ngủ trong ký túc xá sao? Vậy mà hắn còn chê người ta sao? Cũng may các nàng có thói quen nghe những lời rối loạn của Hạ Thiên, cũng không ai nói gì, mọi người cứ như vậy mà rời khỏi ký túc xá nữ sinh bên cạnh chiếc xe von vô màu hồng của kiều tiểu kiều có một nam sinh cao lớn trên tay là một bó hồng đỏ rực rất lớn khi thấy người này thì kiều tiểu kiều nhíu mày kiều phượng nhi càng mất hứng nói một câu người này quả nhiên nhạy bén với tin tức mới vài phút đã xuất hiện tôi thấy hắn có hơn phân nửa là luôn đứng bên cạnh kiều hoàng nhi cũng nói hạ thiên cũng có chút mơ hồ các người nói ai vậy Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi còn chưa kịp trả lời thì tên nam sinh cao lớn đã ôm bó hoa chạy đến, trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ mê người, ngay sau đó hắn đã đi đến trước mặt Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều, tặng em. Tên nam sinh cao lớn đưa bó hoa đến cho Kiều Tiểu Kiều, hơn nữa còn dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn nàng. Đám nam sinh vây quanh cũng có chút mong đợi, bọn họ hầu như đều quăng ánh mắt về phía Hạ Thiên, để xem bạn trai đột nhiên xuất hiện của Kiều Tiểu Kiều có phản ứng gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 315.